Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 122. Con trai thứ hai của La Chi Thiền tên là La Hiểu Sinh, con trai thứ ba tên là La Hiểu Huy. Lúc này cả hai người đều nhìn bố mình là Trà Thánh La Chi Thiền với ánh mắt lạnh lùng. La Hiểu Huy nói, bố à, công việc kinh doanh trà của chúng ta sau này sẽ không thể tách rời khỏi tên của bố, vì vậy con hy vọng bố có thể hợp tác với chúng con, điều này sẽ có lợi cho tất cả chúng ta. Cái gọi là hợp tác của mày chính là khống chế tao đúng không? La Chi Thiền bình tĩnh hỏi. La Hiểu Sinh khẽ thở dài và nói, bố à, khi chúng con còn bé, bố vô cùng cưng chiều anh trai và cho anh ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất. Bố có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em ba và con không? La Chi Thiền khẽ thở dài, những gì hai chúng mày có được đâu có ít hơn những gì anh cả chúng mày có. Thứ tao cho thêm anh cả chúng mày chính là trách nhiệm. Thứ trách nhiệm này chúng mày không thể gánh nổi. La Hiểu Sinh nói, đó không phải là trách nhiệm, đó là gia sản. Bố à, con và em ba không phục, vì vậy chúng con phải chiến đấu và giành lại những gì thuộc về chúng con. La Chi Thiền nhắm mắt lại, đây là lý do chúng mày giết anh trai của mình sao? La Hiểu Huy, chúng con không muốn giết anh cả, đó là bởi vì anh cả chống cự quá quyết liệt, vì vậy chúng con chỉ có thể giết anh cả. La Chi Thiền mặc dù là một thánh nhân, nhưng lúc này ông ấy không thể kìm được hai dòng nước mắt, Hiểu Phong con trai bố, chính bố đã hại con. La Hiểu Sinh, bố à, lát nữa chúng con sẽ sử dụng một phương pháp bí mật để kiểm soát ý thức của bố, hy vọng bố không phản kháng, nếu không nó có thể sẽ làm tổn thương bố. La Chi Thiền lạnh lùng nhìn hai đứa con trai của mình, chúng mày sẽ không thành công đâu. La Hiểu Huy, bố à. Nếu bố không đồng ý thì chúng con chỉ có thể trừ khử Khởi Vân. Bố quý Khởi Vân nhất mà, nhiều đến mức hoàn toàn không để ý đến những đứa cháu khác. Nghe họ nhắc đến La Khởi Vân, La Chi Thiền nghiến răng nói, nếu chúng mày dám làm tổn thương Khởi Vân, tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu. La Hiểu Huy, vậy thì bố hãy hợp tác với chúng con. La Hiểu Sinh, bố à, bây giờ chúng con phải đi bắt Khởi Vân. Con hy vọng khi chúng con trở lại thì bố đã nghĩ kỹ. Nói xong, hai đứa con bất hiếu cùng nhau đi khỏi. Lúc này, Ngộ Bình đột nhiên xuất hiện bên cạnh con nhện lớn màu vàng, con nhện lớn lập tức phun ra một sợi tơ vàng, muốn tóm lấy người vừa tới. Bóng người vung tay một cái, con nhện lớn màu vàng kim hóa đá, toàn bộ mạng nhện cũng hóa đá vỡ vụn. Không có xiềng xích của mạng nhện, La Chi Thiền lập tức ngã xuống. Sức mạnh toàn thân ông ấy bị độc tố phong ấn, mất đi năng lực bay nên trực tiếp đập xuống đất. Ông ấy bị treo lơ lửng ở độ cao nửa mét so với mặt đất, Ngô Bình giúp ông ấy đứng dậy, sau đó vươn tay rút toàn bộ độc tố trong cơ thể ông ấy ra ngoài. La Chi Thiền thấy toàn thân được thả lỏng, ông ấy ngạc nhiên nhìn Ngô Bình và hỏi cậu là ai. Nhưng ngay sau đó, ông ấy đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, vừa kích động vừa hưng phấn tham kiến Đại Thánh. Đại Thánh có sự áp chế tuyệt đối với Thánh Nhân, một khi Ngô Bình phóng ra khí tức của Đại Thánh, La Chi Thiền lập tức cúi đầu. Ngô Bình, La Khởi Vân đã nhờ tôi cứu ông, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi trước đã. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai xuất hiện trong khu vườn chỗ La Khởi Vân. Nhìn thấy ông nội bình an trở về, La Khởi Vân đã khóc lóc quỳ xuống đất, ông nội, bố và mẹ của cháu đã không còn sống nữa sao? La Chi Thiền cũng rất đau buồn, ông ấy thở dài, Khởi Vân, vẫn còn ông nội mà. Yên tâm, ông sẽ không để bất cứ ai làm hại cháu đâu. La Khởi Vân biết tin bố mẹ mình đã chết thì ngay lập tức bật khóc, La Chi Thiền cũng bật khóc. Ông ấy coi trọng con trai cả nhất, bởi vì con cả có đạo đức và tư chất tốt nhất, nhưng lại bị chính em trai mình giết chết. Họ khóc một hồi, Ngộ Bình hỏi, La Tiền Bối, bây giờ ông định làm gì? La Chi Thiền khẽ thở dài và nói, chú hai và chú ba của Khởi Vân đã liên kết với người ngoài để đối phó với tôi, nếu không tôi đã không trúng bẫy của chúng. La Khởi Vân ngừng khóc, ông nội, bọn họ thông đồng với ai để đối phó với ông? La Chi Thiền, nhà mẹ đẻ mợ hai của cháu. Họ làm điều này vì họ thèm muốn tài sản của nhà họ La chúng ta, lợi nhuận hàng năm lớn tới mức đáng kinh ngạc và cả mối quan hệ rộng rãi. La Khởi Vân tức giận nói, chú hai và chú ba thật quá đáng, sao bọn họ có thể làm như vậy?
La Chi Thiền, ông sẽ không phụ lòng bố mẹ cháu dưới suối vàng đâu. Ngô Bình, La tiền bối, không cần vội, độc của ông mặc dù đã giải trừ nhưng thể lực còn chưa khôi phục, tôi thấy nên đợi thêm vài ngày. La Chi Thiền gật đầu, cảm ơn sự giúp đỡ của Đại Thánh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của Đại Thánh. Ngô Bình, chuyện nhỏ mà thôi, ở đây không an toàn, hai người có thể theo tôi trở về cửa hàng tại thủ đô, ở đó nghỉ ngơi mấy ngày. La Chi Thiền và La Khởi Vân vui mừng đồng ý và theo Ngô Bình đến cửa hàng ở thủ đô. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho La Khởi Vân và La Chi Thiền, Ngô Bình trở về phòng để nghiên cứu hai loại đan dược kỷ nguyên. Loại đan dược thứ nhất được đặt trong lò bằng ngọc, tổng cộng có 24 viên đan dược. Dược tính của 24 viên đan dược này vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng muốn phát huy hết dược lực của chúng thì nhất định phải uống từng viên một. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngô Bình quyết định tự mình thử thuốc. Tiếp theo, với trí tuệ và kinh nghiệm phi thường của mình, anh đã chọn một viên đan dược và uống nó. Đan vừa vào bụng, anh đã cảm thấy có một luồng sức mạnh huyền diệu xuất hiện trong cơ thể. Sức mạnh này rất mạnh mẽ, tu sĩ bình thường không thể chịu nổi. May mà thể chất của anh rất mạnh, hoàn toàn có thể khống chế luồng sức mạnh này. Tiếp đó anh dùng viên thứ hai, viên thứ ba. Cứ dùng một viên là dược lực trong cơ thể anh càng phức tạp. Anh vừa cảm nhận dược lực vừa suy nghĩ nên cải thiện đan dược này như thế nào. Mỗi một thầy luyện đan kỷ nguyên đều có tư duy luyện đan riêng biệt. Việc nghiên cứu này có thể cải thiện những phần khuyết thiếu, cũng có thể nâng cao trình độ luyện đan của anh. Khi Ngô Bình dùng viên thứ 20 liền cảm thấy dược lực trong cơ thể dần liên kết lại, tạo thành một pháp trận dược lực tương tự như trận pháp. Lúc này pháp trận dược lực đang hoàn thiện, từ đó nâng cao và cải thiện thể chất và tinh thần của anh. Viên thứ 21, viên thứ 22, khi anh dùng hết 24 viên đan dược, pháp trận dược lực đã hình thành. Ánh sáng bao phủ quanh anh, cơ thể anh dần bay lên, quanh người xuất hiện 24 vòng năng lượng. Chúng quay quanh anh với các trục khác nhau, quay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chúng tạo thành một màng sáng hình cầu, bao bọc Ngô Bình bên trong. Trong màng sáng, Ngô Bình cảm nhận cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, anh nhân cơ hội đột phá tầng 23 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Không ngờ anh đột phá rất nhanh, còn tiến lên tầng 24, tầng 25. Trong mấy phút anh đã đột phá đến tầng 25, trở thành chân vương. Chân vương chính là vua của Thái Cổ Chân Nhân. Đồng thời, cảnh giới thánh võ của giai đoạn Đại Thánh cũng tiến triển thuận lợi. Sau khi tự thành thiên địa, anh thuận lợi đột phá quyền pháp như thiên. Quyền pháp như thiên, một quyền một cước đều như thay trời hành đạo, ẩn chứa thiên uy. Lúc anh tu luyện, khí thế đáng sợ làm kinh động người đời, đám người La Chi Thiền vội vã đến xem. Ngô Bình đẩy cửa đi ra, khí thế toàn thân càng sâu lắng hơn. Giờ anh không chỉ là đại thánh mà còn là chân vương. La Chi Thiền cảm thán, uy thế kinh khủng như vậy đúng là vạn năm có một. Ánh mắt La Khởi Vân tràn đầy sự kính ngưỡng, cô ấy lẩm bẩm, nếu có gả thì cũng phải gả cho bậc anh hùng thế này. La Chi Thiền nói nhỏ với La Khởi Vân, ông nội nói cho con biết một bí mật. Nếu con lấy Lý Đại Thánh thì con của các con cũng sẽ có huyết mạch Đại Thánh, tiền đồ tươi sáng. La Khởi Vân đỏ mặt nói, ông, nhưng anh ấy có ưng cháu không? La Chi Thiền, Đại Thánh là một anh hùng nên chắc chắn không thiếu hồng nhan ở bên cạnh, nhưng không sao, cháu không cần phải chiếm được hoàn toàn cậu ấy, chỉ cần có một danh phận thôi là thành công rồi. Ngô Bình hỏi chị U, ông Liễu về chưa? Chị U lắc đầu, chưa ạ. Vẫn chưa về cơ à, Ngô Bình thấy hơi lạ, vì chỉ lấy giải thưởng thôi mà sao lại lâu thế. Đúng lúc này, có người tới thăm hỏi, người này rất lạ mặt, nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Bình thì đã tiến lên hành lễ ngay, đại sư Lý phải không ạ? Liễu Chí Mưu sai tiểu nhân đến nói với người là ông ấy đã bị người của nha môn nhốt lại với tội danh lập công giả để nhận thưởng. Ngô Bình cau mày, lập công giả để nhận thưởng ư? Người kia nói, vâng thưa đại sư, chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa ở đế đô, nếu người muốn cứu ông ấy thì tốt nhất hãy chuẩn bị nhiều tiền, không thì kiểu gì ông ấy cũng bị giết. Ngô Bình nổi giận nói, thế là hãm hại người khác rồi còn gì? La Chi Thiền, đại thánh, chuyện này cứ giao cho tôi cũng có vài mối quan hệ ở đế đô.
Ngô Bình xua tay, không cần đâu, để tôi tự làm. Tôi muốn xem tên mắt mù nào dám động vào người của mình. Lúc này, đại đạo quân Liễu Chí Ngư cùng đang bị nhốt trong đại lao của Phủ Thành An tại Đế Đô, tội danh của ông ấy là giả mạo lập công để lĩnh thưởng. Đám nha dịch ở đây đương nhiên không phải đối thủ của ông ấy, nhưng Liễu Chí Ngư không hề phản kháng, mà vẫn để mặc cho họ dẫn mình đến đây. Lúc này có mấy người đang cùng ly ở hậu viện sau phủ, trong đó có cả chi phủ đại nhân của Thành An. Chi phủ Thành An tươi cười nói, hai vị huynh đệ, tôi sẽ lấy 100 tỷ trong số 150 tỷ tiền thưởng, số còn lại thì hai anh em chia nhau nhé. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, một người đàn ông râu sồm trong số đó cười nói, đại nhân, 50 tỷ chia hai hơi ít thì phải. Dẫu sao chúng tôi cũng chịu nguy hiểm lớn hơn mà. Chi phủ thờ ơ nói, hai người phải biết là người chúng ta bắt là một thầy luyện đan, lo vụ này không dễ đâu. Hả, thế ông ta có lai lịch lắm à? Chi phủ, người này tên là Liễu Chí Ngư, tôi đã điều tra rồi, ông ta từng là một đại sư luyện đan 4 sao. Hai người kia ngạc nhiên nói, đại sư luyện đan 4 sao ư? Đúng là không dễ đối phó thật, kiểu gì cũng có quan hệ rộng lắm. Quan chi phủ, cho nên tôi lấy 100 tỷ là chuyện rất bình thường, nói thật thì tôi cũng không nuốt trọn số tiền ấy đâu, còn phải chia quá nửa cho cấp trên nữa. Thật ra, vì số tiền thưởng này quá hấp dẫn nên vị quan này mới mạo hiểm như vậy. Ba người đang ngồi chia chác thì đột nhiên Liễu Chí Ngưu nhìn thấy Ngô Bình trong phòng giam. Công tử, sao cậu lại đến đây? Liễu Chí Ngưu vội vàng đứng dậy. Ngô Bình thấy ông ấy vẫn bình tĩnh như thường thì hiểu dụng ý của ông ấy ngay, ông cố tình che giấu tu vi à? Liễu Chí Ngưu, họ muốn cướp tiền của công tử thì sao tôi tha cho được? Ngô Bình, họ định giết ông à? Liễu Chí Ngưu, giả vờ lập công để lĩnh thưởng là phạm tội chết, đương nhiên phải chém đầu rồi. Ngô Bình, họ là ai? Ông đã tra ra chưa? Liễu Chí Ngưu, là phương đại vi quan chi phủ Thành An. Cấp trên của người này là lệnh y ở Đế Đô. Tên này cướp tiền thưởng của mình xong thì kiểu gì cũng phải chia cho lệnh y. Ngô Bình, đó là quan mấy phẩm? Liễu Chí Ngưu, tam phẩm, chi phủ Thành An là quan ngũ phẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy là người chúng ta phải đối mặt là lệnh y của Đế Đô rồi. Liễu Chí Ngưu, song trên họ vẫn còn một người nữa. Tuy người này chỉ là quan nhị phẩm, nhưng có địa vị còn cao hơn cả đại quan nhất phẩm, quyền lực mạnh lắm. Hơn nữa, đây còn là một chức quan lớn ở đại thế giới trung ương, người này được gọi là Lâm Tiên Đốc. Chức quan lớn nhất ở đại thế giới của tiên giới được gọi là Tiên Đốc, một chức vị chỉ sau Đại Thiên Tôn. Ngô Bình, ông Liễu, ông làm thế này để tiếp cận Lâm Tiên Đốc à? Liễu Chí Ngưu. Với thực lực của công tử thì không cần phải để ý đến chức quan tiên đốc nhỏ bé này, lý do tôi làm thế này cũng đơn giản thôi, đó là bắt người định cướp tiền của công tử phải trả giá. Chỉ có vậy thì họ mới biết là không được động vào công tử. Ngô Bình, suy nghĩ của ông là đúng, cửa hàng đan dược của chúng ta muốn có chỗ đứng ở Đế Đô thì phải lập uy trước. Liễu Chí Ngưu, nếu đến một quan tiên đốc mà cũng phải cúi đầu trước chúng ta thì còn ai ở tiên giới dám động đến công tử nữa? Như vậy sẽ bớt phiền phức đi phần nào. Ngô Bình, lập uy thì cũng được, nhưng ông phải nghĩ cho kỹ, chúng ta sẽ làm đến bước nào. Liễu Chí Ngưu, đánh cấp dưới thì cấp trên sẽ lòi mặt ra. Khi ấy mình không cần phải nể mặt ai hết, cứ cho họ biết sự lợi hại của công tử là được. Ngô Bình cười nói, ông Liễu, có phải ông lên kế hoạch hết rồi không? Liễu Chí Ngưu, Lâm Tiên Đốc này vẫn còn khá trẻ nhưng được Đại Thiên Tôn rất coi trọng, nghe đâu dạo này còn chuẩn bị đột phá cảnh giới thánh nhân. Ngoài ra, hắn còn là đại sư luyện đan 2 sao nữa. Ngô Bình, đột phá thánh nhân ư? Liễu Chí Ngưu, công tử, chính vì hắn sắp đột phá thánh nhân nên mới cần cho hắn biết sức mạnh của cậu. Cũng vì hắn là thầy luyện đan nên mới cần để hắn thấy sự vĩ đại của đan vương nhất phẩm. Ngô Bình, ông muốn tôi thu phục người này à? Liễu Chí Ngưu gật đầu, ở thế giới này thì ngoài công tử ra, không ai có thể thu phục hắn được, Đại Thiên Tôn cũng không. Ngô Bình cười nói, ông Liễu, có chuyện này thôi mà ông phải vất vả suy tính thế à? Liễu Chí Ngưu, tôi tiện làm thôi,
công tử hãy nghĩ cách gặp Lâm Tiên Đốc đó, việc còn lại chắc không cần tôi thì công tử cũng biết rõ rồi. Ngô Bình, ừ, tôi biết rồi, nhưng ông phải chịu khổ một chút vậy. Liễu Chí Ngưu cười phá lên nói, tôi là đại đạo quân, nếu tôi không muốn thì sao họ nhốt tôi ở đây được. Công tử cứ đi đi. Phủ Tiên Đốc nằm ở phía tây đế đô, chiếm diện tích rất lớn, Tiên Đốc ở đây tên là Lâm Duy Tiên. Người này vẫn còn khá trẻ, nhưng tu vi đã cao thâm, là một thần tiên. Hơn nữa, anh ta chuẩn bị đột phá cảnh giới thánh nhân rồi, đã thế còn là một đại sư luyện đan hai sao. Ngọn núi phía sau phủ có một rừng trúc âm u, linh khí dồi dào, là một nơi lý tưởng để tu hành. Lâm Duy Tiên thường xuyên tu luyện trong một căn nhà trúc ở đây. Mấy ngọn núi quanh rừng trúc đều có cấm chế, người ngoài không thể vào được. Chiều nay, Lâm Duy Tiên cũng đến đây luyện công như mọi khi. Sau khi vào căn nhà trúc rồi, anh ta chợt thấy có người ở đây nên lập tức nổi giận. Hắn đang định gọi quản gia tới thì khí tức của người trong nhà đã khiến anh ta phải tái mặt, vì người này đã là một đại thánh. Lửa giận trong Lâm Duy Tiên lập tức phụt tắt, anh ta đang chuẩn bị đột phá cảnh giới thánh nhân nên hiểu rất rõ sức mạnh của đại thánh. Anh ta hắng giọng rồi lịch sự lên tiếng, vãn bối Lâm Duy Tiên tham kiến đại thánh. Hả, một giọng nói vang lên, anh biết tôi là đại thánh à? Lâm Duy Tiên vội nói, vãn bối sắp đột phá cảnh giới thánh nhân nên khá mẫn cảm với khí tức của đại thánh, vì thế mới cảm nhận được. Nếu làm phiền đến đại thánh thì vãn bối xin cáo lui. Ngô Bình, tôi tình cờ đi ngang qua, thấy nơi này vắng vẻ lại không có ai ở nên định vào nghỉ lại, không ngờ là chỗ của anh. Lâm Duy Tiên vội nói, tệ xá được đại thánh ghé chơi vài giây cũng là vinh hạnh của tiểu nhân rồi. Đại thánh muốn ở lại đây bao lâu cũng được, nếu người cần gì thì cứ bảo với tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngô Bình cười nói, cảm ơn, không biết công tử tên gì. Lâm Duy Tiên, tiểu nhân là Lâm Duy Tiên, đảm nhiệm chức tiên đốc ở đây. Hôm nay được gặp đại thánh đúng là diễm phúc ba đời của tiểu nhân. Ngô Bình, tôi thấy trên người anh có chút khí tức thánh nhân, anh cũng sắp đột phá cảnh giới ấy rồi nhỉ? Lâm Duy Tiên cười đáp, đại thánh quả là có con mắt tinh tường, đúng là tiểu nhân đang đột phá cảnh giới này, nhưng vẫn chưa thành công. Ngô Bình, con đường tu hành của thánh nhân có vẻ tương tự như đạo quân, nhưng thật ra lại khác nhau nhiều đấy, anh khó đột phá cũng là chuyện bình thường. Lâm Duy Tiên vội hỏi, đại thánh, người có thể chỉ dẫn cho tiểu nhân một chút không ạ? Tiểu nhân đã dùng đủ mọi cách, cảm thấy mình chỉ còn cách thánh nhân một bước nữa thôi, nhưng không thể vượt qua ngưỡng ấy được. Ngô Bình, thánh nhân tu luyện thánh đạo của nhân tộc nên phải dựa vào sức mạnh của bản thân để đột phá, đạo quân thì dựa vào thiên đạo, hai cái đương nhiên là khác nhau. Lâm Duy Tiên, đại thánh dạy phải ạ. Ngô Bình trò chuyện thêm với Lâm Duy Tiên vài câu, thấy anh ta rất lễ phép với mình thì hỏi. Anh là tiên đốc ở đây thì có thể hỏi thăm về một người giúp tôi được không? Lâm Duy Tiên, đại thánh muốn tìm ai ạ? Ngô Bình, đó là một đại sư luyện đan năm sao tên là Liễu Chí Ngưu, chắc bây giờ cũng đang ở gần đây, người này cũng coi như bạn cũ của tôi. Lâm Duy Tiên nói ngay, xin đại thánh chờ cho một chút, tiểu nhân sẽ sai người đi tìm ngay. Ngô Bình, phiền tiên đốc rồi. Lâm Duy Tiên đi ra ngoài dặn dò thuộc hạ rồi quay lại nói, đại thánh, người tìm Liễu Chí Ngưu này có việc gì ạ? Ngô Bình, ông ấy có mấy vấn đề khó hiểu về luyện đan muốn thỉnh giáo tôi. Nghe thấy Ngô Bình cũng là thầy luyện đan, hơn nữa còn chỉ dẫn cho thầy luyện đan năm sao, Lâm Duy Tiên ngạc nhiên nói, chắc chắn tài đan đạo của đại thánh đã trên cấp năm sao rồi ạ? Ngô Bình, gần đây, tôi mới đi kiểm tra thì là đan vương nhất phẩm. Lâm Duy Tiên hít vào một luồng khí lạnh, sau đó thầm nghĩ đúng là đại thánh có khác, đạt đến cấp đan vương nhất phẩm luôn. Với anh ta mà nói thì trình độ này chính là truyền kỳ. Đại thánh, tiểu nhân cũng biết một chút về luyện đan, nhưng mới ở cấp 2 sao thôi, so ra còn thua người nhiều lắm ạ. Ngô Bình cười nói, Lâm Tiên Đốc cũng biết luyện đan à. Giỏi quá. Lâm Duy Tiên, chỉ biết một chút thôi ạ. Đại thánh, không biết người tu luyện ở đâu ạ? Ngô Bình, khắp mọi nơi. Lâm Duy Tiên, đại thánh định ở lại đây bao lâu? Lúc này, có người tới báo rồi đưa một văn thư cho Lâm Duy Tiên.
Anh ta đọc qua rồi biến sắc mặt, sau đó nói với Ngô Bình, Đại Thánh, tiểu nhân sẽ mời Đại Sư Liễu đến đây ngay. Ngô Bình cười nói, phiền tiên đốc. Lâm Duy Tiên hớt hải chạy ra ngoài rừng trúc rồi đến đế đô. Lúc này, Liễu Chí Ngư vừa bị người ta giải lên đại đường, quan tri phủ và đám thuộc hạ chuẩn bị tiến hành thẩm vấn ông ấy. Liễu Chí Ngư, bổn quan hỏi ông, tại sao ông lại giả mạo lập công để nhận thưởng hả? Ông có biết đấy là tội chết không? Liễu Chí Ngư đứng bên dưới rồi thờ ơ đáp, đúng là chúng tôi đã giết Khôi Mi đạo quân, là các người đã cướp công để giành thưởng, chính các người đã hãm hại tôi. Quan tri phủ đập mạnh tay xuống bàn nói, láo xược. Dù ông có nhận hay không thì hôm nay cũng phải chịu tội. Liễu Chí Ngư cười phá lên, ông tưởng mình là quan tri phủ thì có thể đổi trắng thay đen và hãm hại người dân à? Quan tri phủ cười lạnh nói, ở đây tôi là người có quyền quyết định mọi thứ, dù ông có ngụy biện thế nào cũng vô dụng thôi, người đâu, dùng hình. Liễu Chí Ngư bất chợt phóng khí tức của đại đạo quân ra, mọi người trong công đường đều choáng váng. Nhưng ngay sau đó, đại trận ở đây đã vận chuyển, một luồng sức mạnh to lớn đã đàn áp được Liễu Chí Ngư. Sau vài giây kinh hãi, quan tri phủ cười phá lên, không ngờ ông lại che giấu kỹ thế, tiếc là đừng nói là đại đạo quân, đến đạo tổ cũng là gì với trận pháp ở đây đâu. Thấy sức mạnh của mình bị đàn áp, Liễu Chí Ngư thu khí tức lại rồi bình thản nói, nếu ông thông minh thì mau thả tôi ra, sau đó trả tiền thưởng lại cho tôi, không thì ông sẽ phải hối hận đấy. Quan tri phủ cười khẩy nói, người đâu, dùng hình. Đúng lúc này, có nhà dịch hớt hải chạy vào báo, lệnh y đại nhân đến. Quan tri phủ thấy lạ thì chuyện này mình đã bàn với lệnh y rồi, sao anh ta lại chạy đến đây làm gì? Nhưng sau đó, ông ta vẫn nhanh chóng ra tiếp đón. Vừa ra ngoài, ông ta đã sững người, vì lệnh y đại nhân đang khúm núm như con cháu đi cùng với một người thanh niên. Người thanh niên này trông rất oai phong, gương mặt thì đầy vẻ tức giận. Lệnh y mời người thanh niên vào rồi lau mồ hôi lạnh nói, Đại Thánh, là chỗ này ạ. Sau đó, anh ta tức tối lườm quan tri phủ, tên khiến này, đến Đại Sư Liễu cũng dám bắt hà. Mau thả người nhanh. Quan tri phủ ngẩn ra, tiên đốc đại nhân đây ạ. Chát. Lệnh y tát cho ông ta một cái sau đó đi tới cạnh Liễu Chí Ngư rồi chắp tay nói, Đại Sư Liễu. Chuyện này chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, đại sư không hề giả mạo lập công, là chúng tôi sai, thật lòng xin lỗi đại sư. Liễu Chí Ngư cười lạnh nói, sai, tôi thấy không phải các người sai, mà là tham tiền thưởng của tôi thì có. Người thanh niên này chính là Lâm Duy Tiên, anh ta tiến lên rồi chắp tay nói, tôi là tiên đốc của Đại Thế Giới Trung Ương. Tôi họ Lâm, nhận lệnh của Đại Thánh đến mời đại sư đến một nơi. Liễu Chí Ngư biết Đại Thánh mà anh ta nói chính là Ngô Bình nên cố tình tỏ ra ngạc nhiên, Đại Thánh đang ở đây ư. Lâm Duy Tiên hào hứng nói, Đại Thánh đang ở chỗ tôi, người bảo Đại Sư muốn thỉnh giáo về luyện đan. Liễu Chí Ngư, trình độ luyện đan của Đại Thánh là số một trong thiên hạ, tôi được thỉnh giáo người đúng là phúc ba đời. Lâm Duy Tiên cảm thán, đúng vậy, đan vương nhất phẩm thì làm gì còn ai địch lại nữa. Liễu Chí Ngư, đây chỉ là kết quả kiểm tra ra thôi, chứ tôi thấy cấp bậc thật sự của Đại Thánh còn cao hơn. Lâm Duy Tiên kinh ngạc, cao hơn ư. Liễu Chí Ngư, nếu các hạ được tiếp xúc với Đại Thánh lâu hơn thì sẽ hiểu điều tôi nói. Hai người coi lệnh y và quan tri phủ như không khí, mãi sau Liễu Chí Ngư mới nói, tiên đốc đại nhân, thuộc hạ của ngài đã vu oan cho tôi, còn đòi chém đầu tôi đấy. Lâm Duy Tiên lườm quan tri phủ rồi nói thật mau, nếu có nửa lời dối trá, ta sẽ chảm luôn. Quan tri phủ sợ mất mật, nào dám có nửa lời dối trá nên đã kể lại mọi chuyện. Đương nhiên cũng nhắc đến lệnh y, người này tái mặt rồi cũng quỳ xuống đất. Các người đúng là to gan lớn mật, bình thường thì thôi, nhưng lần này đã động đến Đại Thánh thì đáng chết rồi. Người đâu, giải họ xuống rồi điều tra rõ tội trạng của họ cho ta. Vâng. Thuộc hạ của Lâm Duy Tiên xông lên rồi bắt quan tri phủ và lệnh y lại. Hai người này bị giải đi xong, Lâm Duy Tiên nói, Đại sư, chúng ta đi gặp Đại Thánh thôi chứ. Liễu Chí Ngư gật đầu, được, tôi sẽ đi cùng đại nhân. Xông bão kết thúc,
Liễu Chí Ngưu đi theo Lâm Duy Tiên về rừng trúc để gặp Ngô Bình. Lý Đại Thánh. Liễu Chí Ngưu nhìn thấy Ngô Bình thì lập tức hành lễ. Ngô Bình, Đại sư Liễu, chúng ta gặp lại rồi. Liễu Chí Ngưu cười thầm trong bụng, nói, vâng, cuối cùng thì tại hạ cũng được gặp lại Đại Thánh. Hiện tại hạ đang có rất nhiều câu hỏi về luyện đan muốn thỉnh giáo người. Sau vài câu chào hỏi khách sáo, Lâm Duy Tiên nói, Đại Thánh, tiểu nhân có chuyện thỉnh cầu. Đại Thánh có thể độ lượng chỉ dẫn cho tiểu nhân thành thánh nhân được không ạ? Ngô Bình, gặp nhau ở đây là cái duyên, nếu anh đã có lời thì tôi sẽ hỗ trợ. Lâm Duy Tiên mừng rỡ nói, cảm ơn Đại Thánh. Ngô Bình, anh ngồi xuống đi. Lâm Duy Tiên vội vàng ngồi xuống phía đối diện, Ngô Bình giơ tay điểm vào mi tâm của anh ta, một vài tâm đắc của anh về thánh nhân đã tích tụ trong đầu Lâm Duy Tiên, ngoài ra anh còn truyền thêm ít sức mạnh vào giúp anh ta nhanh chóng đột phá cảnh giới. Lâm Duy Tiên chỉ còn cách thánh nhân một bước nên giờ được Ngô Bình hỗ trợ thì anh ta đã cảm nhận được rõ ràng và dồn hết sức để đột phá ngay. Thấy Lâm Duy Tiên đã đột phá, Ngô Bình và Liễu Chí Ngưu đi ra ngoài. Họ đi tới rừng đào ở phía đối diện rừng trúc, sau đó ngồi xuống bàn pha trà. Đây là trà mà Ngô Bình mới sao, mùi vị rất ngon, Liễu Chí Ngưu uống xong còn khen tấm tắc. Liễu Chí Ngưu nhắc đến Lâm Duy Tiên, công tử giúp hắn đột phá, chắc chắn Lâm Duy Tiên rất cảm kích. Ngô Bình, dù tôi không giúp thì 3 đến 5 năm nữa, anh ta cũng đột phá thôi. Liễu Chí Ngưu, công tử giúp hắn rất đúng lúc. Người này rất được Đại Thiên Tôn coi trọng, nhưng vì tu vi thấp nên không được các đại quan khác khuất phục, đến các lệnh y dưới trướng cũng nể phục lắm. Nếu giờ hắn thành thánh nhân thì sẽ có tiếng nói hơn hẳn. Ngô Bình, tôi thấy anh ta có khí chất phi phàm, sau này sẽ lập được thành tựu lớn đấy. Liễu Chí Ngưu, nhưng hắn còn trẻ, nếu không có người hỗ trợ thì dễ bị thụt lùi lắm, dẫu sao cũng có rất nhiều người muốn ngồi vào vị trí của hắn mà. Đúng lúc này có một luồng thần lực ở gần đó phóng tới. Ngô Bình cười nói, Lâm Duy Tiên đột phá rồi. Luồng khí tức này phóng thẳng lên trời, mãi sau mới dứt. Không lâu sau, Lâm Duy Tiên đã đi ra, Đại Thánh, tiểu nhân đã đột phá thánh nhân thành công rồi. Ngô Bình, Lâm Tiên đốc mau về củng cố tu vi đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Lâm Duy Tiên vội nói, Đại Thánh không ở lại chơi thêm vài ngày ạ. Ngô Bình, tôi đã mở mấy đan lâu ở đế đô, nếu tiên đốc rảnh thì có thể đến đó chơi. Nghe thấy thế, Lâm Duy Tiên mừng rỡ rồi nói, nhất định tiểu nhân sẽ đến. Liễu Chí Ngưu, Lâm tiên đốc, cửa hàng đan dược của Đại Thánh sẽ khai trương vào 2 ngày nữa, sau đó chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ rồi. Lâm Duy Tiên sáng mắt lên nói, chuẩn bị khai trương ư. Thế thì tiểu nhân sẽ đến chúc mừng ạ. Chào tạm biệt Lâm Duy Tiên xong, Ngô Bình quay về cửa hàng đan dược của mình. Về đến nơi, Ngô Bình phát hiện Đào Như Tuyết đã tu sửa lại cửa hàng, ngoài ra còn xây thêm mấy tầng. Nhân viên cũng tăng lên, họ đều là người mà cô ấy dẫn từ đế quốc Thiên Võ đến. Ngoài ra, Ngô Mi và Hồng Lăng cũng đã đến, nói là để giúp việc cho cửa hàng. Đào Như Tuyết đã sắp xếp công việc kế toán và tiêu thụ cho họ, Hồng Lăng phụ trách giới thiệu đan dược. Ngô Mi phụ trách sổ sách. Anh, nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Mi nhảy lên ôm anh. Ngô Bình, Tiểu Mi, sao em lại đến đây? Cả Hồng Lăng nữa, sao không ở lại kiếm cung mà tu luyện hả? Hồng Lăng cười hì hì nói, Tiểu Mi đi một mình không an toàn nên em phải bảo vệ em ấy. Ngô Bình lừ mắt nói, là em muốn ra ngoài chơi chứ gì? Ngô Mi, anh... Từ lâu em đã nghe nói tiên giới có nhiều chỗ chơi lắm nên mới muốn đến xem. Phải công nhận là ở đây sầm uất hơn đế quốc Thiên Võ của mình thật. Ngô Bình hỏi, hai đứa ra ngoài chơi rồi à? Hồng Lăng, vâng, bọn em lượn quanh đây vài vòng rồi, nhưng không đi xa. Ngô Bình, đến rồi thì ở đây trông coi cửa hàng giúp anh, đừng có chạy linh tinh. Ngô Mi bĩu môi nói, thế thì anh phải trả lương cho em đấy. Ngô Bình cười nói, muốn bao nhiêu, anh trả bấy nhiêu. Anh kiểm tra cửa hàng một vòng, sau đó dẫn Ngô Mi và Hồng Lăng xuống phố chơi và tìm quán ăn. Đào Như Tuyết cũng dẫn hai tùy tùng đi theo, Ngô Bình gọi vài món địa phương cùng một vò rượu ngon.
Ngô Mi nhấp một chút rượu rồi cười nói, oa, rượu ở tiên giới ngon thật đấy. Ngô Bình, đừng uống nhiều, đến đạo quân còn không chịu được đâu đấy. Ngô Mi cười nói, không sao, em uống xong về đi ngủ. Ngô Bình lắc đầu rồi quay sang hỏi Hồng Lăng, Côn Luân kiếm cung vẫn ổn chưa? Hồng Lăng, vâng, mấy tháng vừa rồi lại có thêm mấy thiên tài xuất hiện. Không tới 3 năm nữa, kiếm cung sẽ trở thành một thế lực siêu cấp. Ngô Bình, thế lực siêu cấp cần có nền móng vững chắc, sao chúng ta đọ được? Hồng Lăng, Lý Đại Khả có thực lực mạnh, dù có phải chống lại đại giáo cả chục nghìn năm thì chúng ta vẫn thắng được, em thấy mình không cần tự ti đâu. Ngô Bình mỉm cười rồi hỏi, Hồng Lăng, anh nhớ em bảo vẫn còn mẹ ruột, thế mẹ em có tới tìm em không? Hồng Lăng lắc đầu, không, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Ngô Bình, em còn muốn đi tìm mẹ không? Hồng Lăng thở dài, tìm hay không cũng không có gì khác biệt, trong lòng bà ấy có coi em là con đẻ nữa đâu. Em chưa từng cảm nhận được một chút tình thương nào, nếu không gặp anh thì chắc em vẫn sống trong rừng như người hoang dã ấy. Ngô Bình, nếu em muốn tìm mẹ mình để tra rõ về thân phận thì cứ bảo anh. Hồng Lăng, nếu tìm được thì đương nhiên là tốt, ít nhất em cũng biết mình là ai. Ngô Mi, chị Hồng Lăng, chị là chị ruột của em, anh em cũng là anh chị, bố mẹ em cũng là bố mẹ chị. Hồng Lăng cười nói, chị biết chúng ta là chị em thân thiết nhất mà. Bọn họ đang ngồi uống rượu chuyện trò thì chợt có người hớt hải chạy đến báo, có chuyện rồi ạ. Có người đã đánh khách của chúng ta, còn đập phá tủ hàng nữa. Ngô Bình bình thản nói, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tại sao người đó lại đập tủ hàng của mình? Người nhân viên, ông chủ, người đó kêu đan dược của mình là giả. Ngô Bình híp mắt lại, trực giác mách bảo chuyện này không đơn giản, anh trầm giọng hỏi, mọi người đã kiểm tra lại đan dược chưa? Người nhân viên, chính vì kiểm tra rồi nên sự việc mới rắc rối. Bây giờ, các trưởng quầy đều tới xin xỏ cả rồi, nhưng người đó vẫn đòi chúng ta bồi thường 100 tỷ tiền đạo. Ngô Bình cười lạnh nói, 100 tỷ tiền đạo ư? Đan dược mà người đó mua có giá bao nhiêu? Người nhân viên, người đó mua 3 viên đan dược, tổng giá trị là hơn 50 triệu. Ngô Bình lập tức hiểu rõ, có lẽ người này cố ý đến lừa tiền họ, đế đô đúng là nơi khó trụ vững. Anh nói, ngồi đây ăn chán lắm, mấy đứa đi theo anh xem trò vui đi. Tuy cửa hàng đan dược của Ngô Bình chưa khai trương, nhưng mấy ngày trước đã bán hàng rồi, từ đó phát hiện ra vấn đề để xử lý trước. Cả đoàn người kéo nhau về thì thấy có một người đàn ông dẫn theo hơn chục người đang đứng hò hét trong nhà. Người đó cười lạnh nói, các người mở quán để lừa đảo à? Nếu hôm nay không cho tôi một câu trả lời thích đáng thì đừng mong làm ăn gì được nữa. Ngô Bình đi tới rồi cười nói, tôi là chủ cửa hàng, có gì thì anh cứ nói với tôi. Người đàn ông tỏ vẻ hung ác, sau đó quan sát Ngô Bình rồi cười khẩy nói, cậu là chủ hả? Tốt, tôi hỏi cậu, cậu định đền bù cho tôi thế nào về đan dược giả đã bán cho tôi đây? Ngô Bình, đan dược giả ư? Không thể nào, hôm nay chúng tôi mới mở bán thử thôi, sao có thể mang đan dược giả ra kinh doanh được? Người đàn ông lấy ngay một cái hộp ra rồi nói, đây là đan dược mà tôi đã mua ở đây, tôi đã nhờ người kiểm tra rồi, họ bảo đây là hàng giả. Dược lực của nó còn chưa bằng 1/10 đan dược thật nữa. Ngô Bình, có thể đưa tôi xem được không? Người đó lập tức rụt tay lại rồi nói, đưa cậu ư. Tôi sợ cậu ném nó đi, thế thì tôi lấy đâu ra chứng cứ nữa. Ngô Bình mỉm cười nói, anh có biết đan dược mà chúng tôi bán đều có con dấu không? Người đó ngẩn ra, có con dấu ư? Liễu Chí Mưu cười mỉa nói, chủ của chúng tôi là đan vương nhất phẩm, đan dược do cậu ấy luyện chế đều có khắc quan hiệu ở trên. Dứt lời, ông ấy đi tới quầy hàng bên cạnh rồi lấy bừa một viên đan dược ra, sau đó lắc một cái, lập tức có ánh sáng đỏ xuất hiện trên đan dược rồi hiện ra một chữ Bình, đây chính là tên quan hiệu của Ngô Bình. Người đàn ông tỏ vẻ hoảng hốt rồi nói, nhưng tôi đã mua viên đan dược này ở đây thật. Ngô Bình, có phải mua ở đây hay không thì nhìn quan hiệu là biết ngay. Tôi là đan vương nên có nhiều đan dược lắm, hơi đâu mà bán hàng giả. Người kia đảo mặt nói, được rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa,
tôi đi báo quan. Dứt lời, hắn đi ra ngoài nhưng đã bị Liễu Chí Ngưu cản lại, ông ấy cười lạnh nói, vụ oan cho chúng tôi bán đan dược giả mà anh nghĩ mình bước chân ra khỏi đây được à? Định báo quan đúng không? Chủ của chúng tôi là bạn của tiên đốc đấy, giờ chúng ta cùng đi báo quan luôn nhé. Nghe thấy thế, người lập tức run lên nói, chắc tôi cầm nhầm đan dược rồi, nhà tôi có nhiều loại giống nhau quá nên chắc là tôi lấy nhầm, thành ra hiểu lầm ở đây bán đan dược giả. Liễu Chí Ngưu, hiểu lầm à? Anh tưởng chúng tôi là trẻ lên ba chắc, nói mau, là ai sai anh đến? Nếu không nói thì tôi sẽ lột ra, rút gân anh luôn đấy. Nói rồi, ông ấy phóng khí thức của đại đạo cao oan ra, người kia run như cầy sấy rồi nói, xin tha mạng. Thấy hắn không chịu nói, Ngô Bình tiến lên rồi điểm vào mi tâm hắn, tên kia lập tức ngẩn người rồi bình tĩnh lại. Ngô Bình, ai cử anh đến? Người kia, là nhà họ Vạn sai tôi tới quấy rối. Nhà họ Vạn nào? Ngô Bình hỏi. Thế gia đan đạo ở đế đô? Ngô Bình hỏi Liễu Chí Ngưu, ông biết họ không? Liễu Chí Ngưu, nếu là nhà họ Vạn thì có thể hiểu được. Nhà họ là một thế gia đan dược, có 19 đời làm thầy luyện đan rồi. Hơn nữa, nhà họ từng có mỏ đan vương ngũ phẩm. Từ đó trở đi, nhà họ bắt đầu buôn bán đan dược, kinh doanh dược liệu, thu lợi khủng khiếp. Ngô Bình, chúng ta với họ không có xung đột gì, sao họ lại làm thế? Liễu Chí Ngưu, cùng ngành thì thành oan gia, nếu đan lâu của mình khai trương thì việc kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là đan dược cao cấp của họ, e là sẽ không cạnh tranh với mình được. Ngô Bình, nhà họ Vạn dùng cách này để đối phó chúng ta thì ông nghĩ chúng ta nên trả lễ thế nào? Liễu Chí Ngưu, kệ họ, với cái loại chuyên dùng mưu kế này thì không tồn tại lâu được đâu. Ngô Bình gật đầu, chí lý, nhưng tôi không thể cho qua dễ dàng được. Anh đi tới gần người kia rồi nói, anh về nhà họ Vạn rồi lấy lá bùa này ra và niệm một đoạn chú. Người đó gật đầu rồi nhận lấy lá bùa, sau đó đi ngay. Không lâu sau, người cầm đan dược giả đã xuất hiện ở nhà họ Vạn ở đế đô, một người đàn ông trung niên hỏi, thế nào rồi? Bên đó có chịu đền tiền không? Người kia mặc kệ ông ta rồi lấy một lá bùa ra, sau đó lẩm bẩm gì đó. Ngay giây tiếp theo. Một tia sáng đen đã bay ra từ lá bùa, sau đó khuếch tán thật rộng. Thì ra, đây là lá bùa mà Ngô Bình đã dùng sức mạnh ô uế để luyện chế, một khi thi triển nó thì ô lực sẽ ngấm vào đan dược. Luồng sáng đen ấy truy lùng khắp cả nhà họ Vạn, sau đó thấm hết vào đan dược của họ và cướp đi dược lực của chúng. Người nhà họ Vạn nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi này, ai nấy đều biến sắc mặt, gia chủ lập tức sai người đi kiểm tra đan dược. Quả nhiên tất cả đã biến thành phế đan. Đây là đan dược mà nhà họ đã tích lũy suốt mấy đời, chỉ siêu tầm chứ không bán, nhưng giờ đã thành phế đan hết rồi. Mất trưởng lão trong nhà đều thổ huyết rồi ngất xỉu, gia chủ cũng gào lớn lên rồi sai người đi tìm hung thủ. Trong lúc hỗn loạn, người nhà họ Vạn đã phát hiện ra lá bùa kia. Khi họ hỏi người thi triển lá bùa thì người đó cười lạnh nói, tôi chỉ dạy cho các người một bài học nho nhỏ thôi. Nếu nhà họ Vạn còn không biết tốt xấu thì lần sau tôi sẽ tiêu diệt cả dòng tộc luôn. Dứt lời, người đó sùi bọt mép rồi ngất xỉu. Là hắn, tên này dám hủy cơ nghiệp của nhà họ Vạn ta, đúng là đáng chết, một người đàn ông gầm lên rồi nổi sát ý nói, lệnh cho tất cả cao thủ của nhà họ Vạn đi giết nó ngay. Hiện giờ, Ngô Bình đang ngồi ở cửa hàng đan dược của mình. Hiệu quả kinh doanh hôm nay khá tốt, tuy giá bán ra không quá cao. Nhưng chất lượng bán hàng rất tốt, vừa lên kệ là bán hết liền. Đến khi trời tối thì đan dược đã được bán hết veo, còn Ngô Mi đang ngồi tính toán sổ sách. Đột nhiên có một khí tức bức người khóa chặt cửa hàng, Ngô Mi lập tức thấy khó chịu. Ngô Bình nổi giận, nhanh chóng thi triển thánh vực để tiêu diệt khí tức kia. Người ra tay nổi giận nói, chủ cửa hàng này mau ra đây chịu chết. Dám phá hỏng hết đan dược tích lũy suốt mấy đời của nhà tôi. Chết cũng đáng lắm. Đan dược truyền thế thật sự của nhà họ Vạn được cất trong động thiên, nhưng lần này họ vẫn bị thiệt hại nặng nề nên chỉ muốn giết Ngô Bình ngay cho hả giận. Kẻ nào láo lếu thế hả? Liễu Chí Ngưu phóng khí tức đại đạo quân ra rồi lạnh giọng quát. Hừ, một đại đạo quân không bảo vệ được cậu đâu, chết đi.
Quỳnh. Đột nhiên hư không sinh ra luồng điện, một bàn tay sấm sét chộp xuống, lập tức lấy mạng của người kia. Liễu Chí Ngưu đang định ra tay thì Ngô Bình nói, để tôi. Anh giơ tay vạch lên không trung, một bối cảnh đen xì xuất hiện, hơn chục cao thủ của nhà họ Vạn đều dừng hình. Bối cảnh kia sinh ra một lực hút rất mạnh, đám người kia bị kéo vào rồi biến mất ngay. Đây là một phép thần thông Ngô Bình đã kết hợp với hủy diệt quyền kinh. Bối cảnh kia biến mất, bầu trời trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Liễu Chí Ngưu cảm thán, công tử mạnh quá, cả đám đạo quân với đại tổ đều bay màu ngay. Ngô Bình, nhà họ Vạn đã tích được khá nhiều đan dược, dứt lời, anh vung tay lên, không gian xuất hiện một khe hở, một lượng lớn đan dược đã rơi từ trong đó ra rồi được anh cất hết trong động thiên. Thì ra trong số những người anh vừa giết của nhà họ Vạn có một nhân vật chủ chốt. Trong lúc xử lý bọn họ, Ngô Bình đã lấy hết đan dược và kho báu mà họ cất giữ. Hồng Lăng cảm thấy có gì đó sai sai nên nói, anh, giờ anh mạnh thế à, thích giết ai thì giết. Ngô Bình cười nói, làm gì có, anh chỉ dùng ít mánh ném họ vào thánh vực của anh rồi trấn áp thôi. Nhìn thì có vẻ như anh đã giết rất nhiều người một cách nhanh chóng, nhưng thật ra để tiêu diệt hết bọn họ, anh cũng mất nhiều sức lực lắm đấy. Hồng Lăng cười nói, ý là anh cố tỏ ra nguy hiểm chứ gì. Ngô Bình, đương nhiên. Liễu Chí Ngưu, công tử, bây giờ nền móng của nhà họ Vạn coi như đã bị hủy rồi, chẳng mấy nữa họ sẽ biến mất thôi. Ngô Bình, cường giả ở đế đô nhiều như mây, chỉ cần lơ là một cái là bay màu ngay. Nhà họ Vạn tưởng tôi dễ bị bắt nạt, nhưng nào biết tôi chỉ phẩy tay một cái là tiêu diệt được họ ngay. Liễu Chí Ngưu, công tử đã cảnh cáo họ rồi, tiếc là họ không biết điều, vẫn dám cho cao thủ đến đối phó công tử, giờ nhận về kết cục này cũng đáng đời. Ngô Bình, lần này, e chưa phải tất cả thế lực của nhà họ Vạn đã ra tay đâu, chúng ta vẫn cần đề phòng họ. Liễu Chí Ngưu, công tử, ngày mai chúng ta chính thức khai trương rồi, còn cần mời thêm ai không ạ? Ngô Bình, tôi đã gửi thiếp mời rồi. Nếu họ không đến được thì cũng sẽ cho người khác đến. Chuyện của nhà họ Vạn đã xong, Ngô Bình quay về phòng luyện đan để huy động các con rối luyện đan chuẩn bị vào việc tiếp. Vừa đến nơi, anh đã nhìn thấy Kim Song Nhi đang sửa sang lại quầy đan dược ở cạnh đó. Trông thấy Ngô Bình, cô ấy cười nói, sư phụ về rồi ạ. Ngô Bình, cô chỉ là đồng tử luyện đan thôi, đừng gọi tôi là sư phụ. Kim Song Nhi chính là cô gái đã nhận mình có thiên bẩm phi thường vào mấy ngày trước và đòi nhận Ngô Bình làm sư phụ. Nhưng cuối cùng chỉ được anh cho làm đồng tử luyện đan. Cô ấy cười nói, sư phụ, mấy ngày qua, con luôn chăm chỉ nghiên cứu đan dược, người kiểm tra thử đi ạ, chắc chắn con sẽ không làm người thất vọng đâu. Ngô Bình hào hứng nói, ồ, nghiên cứu hẳn mấy ngày rồi cơ đấy, thế cô nghiên cứu thế nào? Kim Song Nhi, con đã đọc rất nhiều ghi chép về luyện đan, hơn nữa còn thử luyện chế nữa. Ngô Bình chỉ vào lò đan dược ở phía trước rồi nói, được, cô hãy luyện chế thủy hỏa luyện hình đan cơ bản nhất đi, để tôi xem trình độ của cô đến đâu. Kim Song Nhi gật đầu, vâng, con biết cách luyện chế đan dược này rồi, để con làm luôn. Kim Song Nhi lấy dược liệu ra rồi bắt đầu rửa lò để luyện đan. Ngô Bình quan sát một lúc. Thấy đúng là cô ấy có thiên bẩm luyện đan, lò thứ nhất đã cho ra thành phẩm là đan dược tam phẩm. Anh nhận xét, cũng được đấy. Nhưng tôi thấy cô làm vẫn chưa quen tay lắm, hơn nữa cũng không hiểu về đan quyết. Giờ tôi sẽ dạy cô cách luyện đan. Anh đứng cạnh giảng giải một hồi, loáng cái 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Anh hỏi, hiểu không? Kim Song Nhi cười nói, dễ hiểu lắm ạ. Ngô Bình, luyện lại lò khác đi xem nào. Lần này, Kim Song Nhi đã làm mọi bước rất tốt, ngay khi mở lò đã có 5 viên đan dược bay ra và rơi xuống tay cô ấy. Ngô Bình nhìn thì thấy là đan dược nhất phẩm, hơn nữa không còn cách cấp phương phẩm bao xa nữa. Anh cười nói, phải thế chứ. Kim Song Nhi, cô muốn nhận tôi làm sư phụ thật hả? Kim Song Nhi gật đầu kiên định, thì con gọi người là sư phụ nãy giờ còn gì? Ngô Bình gật đầu, tôi chưa từng nhận đồ đệ luyện đan, mà cũng không muốn nhận. Thế này đi, tôi tạm thời sẽ là thầy dạy luyện đan của cô. Nếu cô học được và nổi tiếng rồi thì hãy tự mưu sinh bằng nghề luyện đan.
Nhưng trước khi cô thành công thì cứ ngoan ngoãn làm đan đồng cho tôi đi đã. Kim Song Nhi cười nói, con biết rồi ạ. Dạy Kim Song Nhi luyện đan xong, Ngô Bình luyện chế được một ít đan dược thì trời đã sáng. Hôm nay chính là ngày cửa hàng đan dược của anh khai trương. Cửa hàng của anh lấy tên chính thức là Đan Vương Lâu, tên cửa hàng cũng chính là thân phận của anh. Buổi lễ khai trương đương nhiên càng náo nhiệt càng tốt, vì thế, Ngô Bình đã bày hơn 100 vân đài. Các vân đài này lơ lửng trên không, bên dưới là bàn ghế, đủ chỗ cho rất nhiều người. Ngoài vân đài ra, anh còn mua 10 con thuyền tiên, chúng đều dài cả vài nghìn mét, trên thuyền cũng bày tiệc. Tin tức lan đi, rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Vì tiệc chiêu đãi rộng nên ai cũng được tham gia, có người lên vân đài, người lên thuyền tiên, sau đó bàn luận về Đan Vương Lâu. Lấy hẳn cái tên này nghe oách quá nhỉ, có người nói, bao năm rồi, tiên giới có đan vương nào đâu. Khoa trương thì có ích gì, vấn đề là đặt tên vậy dễ đắc tội với người khác lắm. Họ lấy tên vậy chắc có đan vương thật đấy. Đùa nhau à, nếu có đan vương thì ai chẳng biết, còn chờ đến bây giờ ngồi đoán giả đoán non chắc. Cái tên không quan trọng, lát phải xem có mua được đan dược ở đây không đã. Người đón khách là Đào Như Tuyết, sau này cô ấy sẽ là chủ của Đan Vương Lâu nên bây giờ buộc phải lộ diện, còn Ngô Bình chỉ đứng phía sau. Lúc này, bỗng có một con tàu chiến khổng lồ xuất hiện rồi dừng ở cách đó không xa, con tàu che mất ánh sáng mặt trời, tạo ra một bóng râm che kín Đan Vương Lâu. Mọi người đều nhìn thấy nó, lập tức có người hô lên, là tàu chiến của Lục Gia. Thấy thế, Ngô Bình cau mày. Liễu Chí Ngưu cũng nghiêm mặt nói, công tử, Lục Gia này là con trai thứ 6 của anh cả Đại Thiên Tôn. Ngô Bình, Đại Thiên Tôn cũng có anh ư. Liễu Chí Ngưu gật đầu, anh cả của Đại Thiên Tôn vốn là người phàm, nhưng Đại Thiên Tôn nổi dậy xong thì cũng được ké chút hào quang. Nhờ uống đan dược mà người này cũng thành một đại đạo quân rồi, người ngoài đều gọi ông ta là Đại Lão Gia. Đại Lão Gia này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ lấy vợ sinh con là giỏi. Khi còn là người phàm, vì vừa xấu vừa nghèo nên 40 tuổi rồi, ông ta cũng không lấy được vợ. Sau này thành đại đạo quân và biến thành một chàng trai tuấn tú, cứ rảnh ra là ông ta lại xuống nhân gian yêu đương nhăng nhít. Mà lần nào cũng sinh ra một người con, cứ thế tính đến nay, ông ta đã có cả trăm người phụ nữ ở đế đô rồi. Vì quá đông con nên đại lão gia đặt tên con theo thứ tự luôn, cứ lần lượt gọi là đại gia, nhị gia, tam gia. Lục Gia này là người xuất sắc nhất trong mấy người con của lão, chủ yếu là có tài buôn bán đan dược, hắn có đến mấy trăm thầy luyện đan dưới trướng đấy, trong đó có 3 thầy luyện đan 5 sao, 9 đại sư luyện đan 4 sao. Ngô Bình híp mắt lại, nói vậy là Lục Gia này đến kiếm chuyện với chúng ta rồi. Liễu Chí Ngưu thở dài, nếu thế thì đúng là phiền phức. Chỉ U, công tử, tôi lại thấy chưa chắc Lục Gia này đã đến kiếm chuyện. Tôi nghe nói Lục Gia là người rất hiếu khách, thích kết giao với các anh hùng trong thiên hạ và cũng rất tôn trọng các thầy luyện đan. Cũng có thể vì nghe nói ở đây có đan vương nên Lục Gia mới đến. Ngô Bình, không cần biết hắn đến với mục đích gì, tạm để đó rồi hoàn thành lễ khai trương đi đã. Đúng lúc này, Ngô Bình chú ý ấy có mấy người vây quanh Đào Như Tuyết nên lập tức đi qua. Anh thấy trong số đó có một người thanh niên cười nói rôm rả với Đào Như Tuyết. Cô xinh thật đấy, không biết đã có gia đình chưa? Đào Như Tuyết lạnh mặt đáp, chào công tử, chồng tôi chính là chủ của Đan Vương Lâu, xin công tử tự trọng. Tự trọng, giờ tôi đang rất tự trọng đấy chứ, nói rồi, gã giơ tay định chạm vào vai của Đào Như Tuyết. Đào Như Tuyết cảm thấy người mình nặng nặng, cô ấy lập tức phung tay, tên kia bay ra xa rồi ngồi phịch xuống đất, mấy tên đi cùng gã nổi giận nói, dám đánh đinh công tử à? Tôi thấy đan lâu này không muốn khai trương nữa rồi đấy. Thấy thế, Ngô Bình biết ngay lại có kẻ đến kiếm chuyện nên trầm giọng nói, nếu là khách mua hàng thì chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo, còn đến gây sự thì đừng trách tôi là ác. Khẩu khí lớn quá nhỉ, anh thử ra tay đi tôi xem nào. Lập tức có một luồng khí tức khủng khiếp ập tới, một cường giả cấp đạo tô xuất hiện rồi lạnh giọng nói, ai đánh cháu tôi bị thương thế hả, mau ra chịu chết. Ông ta vừa nói dứt câu thì có một trường ấn khổng lồ ngưng tụ từ pháp lực tiến tới, trường ấn này do rất nhiều phù văn tạo thành,
bên trong còn có mấy chục đại trận sát sinh, năm đại trận trấn áp và chỉ có cường giả cấp đạo tổ mới thi triển được. Thấy bàn tay ấy sắp đánh trúng người mình, Ngô Bình đang định ra tay thì có một đóa sen khổng lồ xuất hiện, nó phóng ra rất nhiều tia sáng để chặn bàn tay ấy lại trên không. Đạo tổ đó mặc áo bào màu đỏ, đầu đội mũ miệng màu tím, dáng vẻ là một người đàn ông trung niên để râu dài bạc trắng, ông ta cười mỉa nói kẻ nào dám chống lại Diệt Tuyệt đạo tổ ta đây. Cái gì, ông ta là Diệt Tuyệt đạo tổ ư, có người ngạc nhiên hô lên. Cũng có người không biết nên hỏi, Diệt Tuyệt đạo tổ là ai? Diệt Tuyệt đạo tổ chưa nhiều tuổi lắm đâu, là cường giả siêu cấp bước ra từ trong mộ tiên. Khi ông ta vẫn còn là đạo quân thì đã giết được đạo tổ rồi. Đến nay, ông ta đã thăng cấp lên thành đạo tổ, thực lực chắc còn khiếp hơn rồi, e các đạo tôn bình thường cũng không đánh lại được. Mộ tiên là nơi nào thế? Người từ đó ra mạnh lắm à? Mộ tiên là một trong những nơi đại thiên tôn bồi dương cường giả, nhưng tỷ lệ tử vong khi vào đó rất cao. Nghe nói từ khi nơi đó tồn tại đến nay, có chưa đến 100 người ra ngoài được. Nghe thấy thế, có người hít vào một hơi lạnh nói, đáng sợ thế cơ. Nếu không thì sao những người từ đó ra ngoài được gọi là cường giả siêu cấp chứ? Lúc này, có một bóng người xuất hiện trên liên đài, đó chính là Thái Hoa Đạo Tôn. Lúc này, Thái Hoa Đạo Tôn đã khôi phục tu vi, trở thành một cường giả cấp đại tôn thật sự. Thái Hoa Đạo Tôn có dung nhan tuyệt sắc, tỏa ra khí tức chí tôn đại đạo khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Thái Hoa Đạo Tôn thờ ơ nói, rời khỏi đây ngay, không đừng trách bản đạo tôn giết chết ông. Trời ơi, đạo tôn đến đấy. Diệt Tuyệt đạo tổ nhìn thấy Thái Hoa Đạo Tôn thì híp mắt lại nói, giết tôi ư. Tưởng đạo tôn là mạnh lắm à. Thái Hoa Đạo Tôn bình thản nói, ông ngông nghênh vậy cũng nhờ từng đến mộ tiên thôi, nhưng tư chất của ông chưa là gì so với tôi đâu, bản tôn đã từng lên tầng 2 của mộ tiên rồi. Nghe thấy thế, Diệt Tuyệt đạo tổ run lên rồi nói, không thể nào. Chưa từng có ai sống sót ra khỏi nơi đó cả. Tôi đây chứ ai, Thái Hoa Đạo Tôn nói. Diệt Tuyệt đạo tổ đang hống hách lập tức cúi đầu rồi lễ phép nói, ban nãy tại hạ đã vô lễ, xin đạo tôn thứ tội. Thái Hoa Đạo Tôn, hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của bạn tôi, nếu ông đến chúc mừng thì chúng tôi chào đón, còn đến sinh sự thì để tôi tiếp. Diệt Tuyệt đạo tổ vội nói, ban nãy là do cháu tôi sai trước. Dứt lời, ông ta tức giận lườm cháu mình rồi mắng, quỳ xuống xin lỗi mau. Tên kia quỳ xuống trước mặt Đào Như Tuyết rồi nói, xin lỗi, tôi sai rồi. Đào Như Tuyết lạnh giọng nói, biến. Tên đó nhanh chóng dẫn đám thuộc hạ rời đi, còn Diệt Tuyệt đạo tổ thì tìm một chỗ ngồi xuống nghiêm chỉnh, không dám ho he gì nữa. Mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán, Diệt Tuyệt đạo tổ không sợ trời không sợ đất mà lại sợ Thái Hoa Đạo Tôn nhỉ. Thái Hoa Đạo Tôn là đạo tôn, nhưng thực lực của Diệt Tuyệt đạo tổ vẫn trên cơ mà. Có người hiểu biết hơn nói, chưa nghe à, Thái Hoa Đạo Tôn đã lên tầng 2 của mộ tiên rồi. Tầng 2 của mộ tiên ư, lẽ nào mộ tiên không chỉ có một tầng à? Người đó gật đầu, ít người biết chuyện này lắm. Nhà tôi có một tổ tiên là cường giả đã từng ở mộ tiên nên tôi có biết chút ít. Mộ tiên có 3 tầng, hầu hết mọi người chỉ vào được tầng 1. Nếu lên được tầng 2 thì sẽ nhận được lợi ích to lớn hơn. Nhưng tầng này rất nguy hiểm, nghe đâu nguy hiểm hơn tầng 1 10 lần. Mọi người đều rất kinh ngạc, điều này chứng tỏ thực lực của Thái Hoa Đạo Tôn còn trên hẳn Diệt Tuyệt Đạo Tổ. Ngô Bình mỉm cười bước tới nói, chị Lạc, cảm ơn chị đã ra tay tương trợ. Lạc Ngưng Đan cười nói, nếu tôi không ra tay thì người đó cũng không địch lại cậu được. Ngô Bình, chị Lạc, sao tôi chưa từng nghe chuyện chị vào mộ tiên thế? Nhắc đến nơi ấy, Lạc Ngưng Đan tỏ vẻ khiếp sợ rồi nói, cả đời này tôi không bao giờ muốn nhắc đến nơi quỷ quái ấy, vì thế chưa kể với ai. Ngô Bình, chị Lạc nhất định đã trải qua nhiều chuyện không hay ở đó, thế thôi đừng nhắc đến nữa. Lạc Ngưng Đan, khi nào rảnh? Tôi sẽ kể cậu nghe sau. Đào Như Tuyết cũng đi tới nói, chị Lạc, em là Đào Như Tuyết, em thường nghe anh Bình nhắc đến chị. Lạc Ngưng Đan, Đào Như Tuyết đây hả, đúng là xinh đẹp tuyệt trần, chú em tôi may mắn thật đấy. Ngô Bình mời Lạc Ngưng Đan lên hàng ghế đầu,
sau đó nhìn thấy có một tu sĩ ăn vận bình thường nhưng vẫn toát ra khí chất sáng ngời xuất hiện. Trông thấy người đó, anh sáng mắt lên rồi ra đón, thiên soái. Hóa thân thanh minh của anh đang làm việc dưới trướng của thiên soái, vì thế khi nhận được thiếp mời của Ngô Bình, thiên soái đã vui vẻ đến dự lễ khai trương. Cái gì, thiên soái ư? Mọi người kinh ngạc khi thấy một người có địa vị cao trong thiên đình là thiên soái cũng quen chủ của Đan Vương lâu. Thiên soái cười nói, cậu là Đan Vương cơ mà, kiểu gì tôi cũng phải lấy lòng chút chứ. Ngô Bình vội nói, thiên soái cứ đùa, sau này có gì cần thì cần thiên soái nói một câu, Ngô Bình sẽ giúp hết sức. Gì không nói, chứ luyện đan thì tôi thừa sức. Thiên soái cười lớn nói, tôi chỉ cần câu nói này thôi. Xếp chỗ cho thiên soái xong, nhóm người của Thái Thanh Tiên Giáo đã đến chúc mừng, bao gồm cả Huyền Đô Lão Tổ và Phiêu Miểu Đạo Quân. Nhìn thấy Lão Tổ, Ngô Bình kinh ngạc phát hiện, ông ấy đã bước vài cảnh giới đạo tôn, khí tức quanh người vô cùng huyền diệu. Anh cười nói, chúc mừng sư tổ đột phá. Lão Tổ Huyền Đô cười nói, con chỉ chúc mừng ta thôi sao? Ngô Bình vừa nhìn thì phát hiện khí tức của Phiêu Miểu Tiên Tử đã là cấp đạo tổ. Anh cười nói, sư tôn, người cũng đột phá rồi sao? Phiêu Miểu Đạo Tôn khẽ gật đầu, ta có thể đột phá, cũng nhờ lần trước ta với con giảng giải kiếm đạo, chuyện này giúp ta rất nhiều. Ngô Bình cười nói, vẫn là tư chất của sư tôn tốt. Lão Tổ Huyền Đô nói, thật ra sắp tới người đột phá được rất nhiều, thậm chí có một số người trong một khoảng thời gian ngắn đã từ cảnh giới đạo quân bước vào cảnh giới đạo tổ. Ngô Bình cảm thấy chấn động. Anh nói, ý của sư tổ là chuyện này liên quan đến sự khôi phục từng bước của trật tự đại đạo. Lão Tổ Huyền Đô gật đầu, có lẽ là nguyên nhân này. Đại đạo hoàn chỉnh, kỳ thực càng dễ thành công. Đại đạo thiếu hụt, việc tu hành giai đoạn đầu có thể dễ dàng. Nhưng càng về sau, tu luyện càng khó. Đặc biệt đến cấp đạo quân, đạo tổ, muốn thăng cấp thì khó gấp 10 lần so với ở trong môi trường hoàn chỉnh. Ngô Bình, nói như vậy. E rằng trong giới khuyển sẽ sinh ra lượng lớn đạo tổ và đạo tôn. Lão Tổ Huyền Đô, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện tốt. Ngô Bình ngạc nhiên, sao sư tổ lại nói vậy? Lão Tổ Huyền Đô, đại họa sắp bắt đầu, người có tu vi càng cao, trái lại càng dễ chịu sự đe dọa của đại họa. Huyền Bình, lần này sư tổ ta chưa chắc có thể sống tiếp. Nếu như ta chết, vẫn phải nhờ con trông nom tiên giáo Thái Thanh rồi. Ngô Bình lấy làm kinh hãi, sư tổ, người đừng nói những lời không may, tu vi của người uyên thâm như thế, chắc chắn có thể bình an vượt qua. Lão Tổ Huyền Đô xua xua tay, tình hình của ta biết rõ. Một khoảng thời gian dài ta tu luyện ở trong môi trường thiếu hụt, vì vậy căn cơ của ta cũng không ổn định. Với tình trạng này, ta rất dễ sẽ gục xuống trong đại họa. Ngô Bình, sư tổ, vậy tu luyện lại lần nữa thì thế nào? Lão Tổ Huyền Đô cười nói, bây giờ ta đã trở thành đạo tôn rồi, sao có thể tu luyện lại chứ? Người làm như vậy, vẫn có một số, chỉ có điều mệnh trời không thể trái. Bọn họ sẽ phát hiện, đến cuối cùng tất cả đều là phí công. Phiêu Miêu đạo tổ, ta cũng có một linh cảm, chỉ sợ khó vượt qua được tai kiếp này. Huyền Bình, nếu những người như vi sư không còn nữa, những đệ tử còn lại đều phải nhờ con dìu dắt và bảo vệ rồi. Ngô Bình kinh hãi, sư tôn, sao người lại nói những lời này? Phiêu Miểu cười nói, Huyền Bình, đây là một thời kỳ lớn, trong đại họa cũng có cơ duyên lớn. Tu vi của con vẫn luôn bị áp chế, đến nay vẫn chỉ là địa tiên. Nhưng trên thực tế, con đã là đại thánh hoặc chân vương. Thành quả như vậy, cho dù là vi sư hiện tại cũng thua kém. Lão Tổ Huyền Đô nói, đúng vậy, Huyền Bình, trước khi đại họa ập đến. Còn tạm thời đừng đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Ngô Bình, sư tổ, tại sao vậy ạ? Lão Tổ Huyền Đô, đây là linh cảm của bọn ta, thân là đạo tôn, linh cảm của ta sẽ không sai đâu. Ta cũng từng gặp những đạo tôn khác, bọn ta đều cho rằng, đại họa lần này sẽ tiến hành, thu hoạch, cường giả cảnh giới cao trong nhân tộc. Ngô Bình, thu hoạch. Lão Tổ Huyền Đô gật đầu, nói cách khác, những đạo tôn, đạo tổ như bọn ta, 89 phần 10 đều phải chết, trở thành vật hy sinh đầu tiên của đại họa. Đây là âm mưu của thần tộc sao? Ngô Bình nghiến răng nói. Lão Tổ Huyền Đô khẽ lắc đầu,
Không phải, đây là vận mệnh, là thiên đạo, là sự biến đổi của vũ trụ. Bọn ta đều cho rằng, sau đại họa sẽ hình thành một thế giới rộng lớn mà thống nhất của người tu hành. Nếu như nhân tộc có thể kiên trì đến cuối cùng, chắc chắn sẽ sản sinh ra càng nhiều thiên kiêu. Mà Huyền Bình con là một trong những hy vọng của nhân tộc. Ngô Bình, sư tổ, nếu mạo hiểm lớn như vậy, tại sao người không bỏ trốn ngay đi? Lão tổ Huyền Đô khẽ thở dài, chuyện này sao có thể tránh né được? Đây là mệnh trời, con phải biết rằng, những cường giả kỳ nguyên đó cũng có thể sẽ ngã xuống trong đại họa. Ngô Bình, đại họa lần này có ảnh hưởng gì đến thần tộc không? Lão tổ Huyền Đô, bọn ta suy đoán, ảnh hưởng của đại họa lần này đối với thần tộc e rằng không hề nhỏ hơn nhân tộc, thần tộc cũng phải có nhiều cường giả ngã xuống. Có thể lần này sẽ khiến thế lực thứ ba vùng dậy. Nói đến thế lực thứ ba, lão tổ Huyền Đô mang theo vẻ mặt sầu lo, cuối cùng sẽ như thế nào, thật sự khó mà nói. Phiêu Miểu, Huyền Bình, con không cần phải nghĩ nhiều, bắt đầu từ bây giờ, nâng cao thực lực, thu thập tài nguyên, chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngô Bình, nhưng con cảm thấy thế lực hiện tại của Đại Thiên Tôn cũng đã mạnh, lẽ nào ông ấy không thể thay đổi tất cả những chuyện này? Lão tổ Huyền Đô, hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân chính là ngay cả Đại Thiên Tôn cũng không chắc chắn ứng biến được với đại họa, ông ta mới phát động mọi thứ này trước, thống nhất đại lục Hồng Hoang. Vốn dĩ kế hoạch này phải nghìn năm nữa mới tiến hành. Nói đến đây, ông cười nói, những chuyện này còn xa, Huyền Bình con không cần phải nghĩ nhiều. Mau đi tiếp khách đi. Ngô Bình đi đến chỗ khách mời, trong lòng lại vô cùng nặng trĩu, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Cục diện sau này bản thân mình có thể kiểm soát không, có thể bảo vệ được người bên cạnh không? Lúc này, anh chợt nghe thấy một tiếng cười hư ảo, nghe nói nơi đây có đan vương xuất hiện, ra đây cho ông xem nào. Cùng với âm thanh lỗ mãng này là một người đàn ông vạm vỡ cao trăm thước đang nặng nề đáp xuống, đạp lún cả bục mây, phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Người đàn ông vạm vỡ này có một cái đầu không phải người, trên người phủ kín vảy nhỏ, không có tóc. Mũi giống như củ tỏi, mắt giống như chuông đồng phát ra ánh sáng tím. Bên hông gã ta treo một lò đan cao mấy chục thước, quanh lò đan cũng treo rất nhiều đầu lâu. Nhìn thấy quái vật này, trong đám người có người hét toáng lên, là nhân chủ tử. Ngô Bình hỏi người bên cạnh, ai là nhân chủ tử? Có người nói, nhân chủ tử là một thứ do thần tộc và sinh linh hỗn mang sinh ra, thực lực vô cùng mạnh, thích ăn thịt người. Cái lò đan bên hông gã ta chính là dùng để hầm thịt người. Ôi, nghe nói gã ta từng ăn rất nhiều cường giả cấp đạo tổ, thậm chí còn từng ăn đạo tôn. Ngô Bình tức giận nói, một tên ác ma như này mà không có ai ra tay tiêu diệt sao? Không ai dám động vào gã. Mẹ của gã ta là cường giả cấp thần đế. Cha của gã lại là, Bàn Nguyên, trong sinh linh hỗn mang. Ngô Bình cũng biết Bàn Nguyên. Đó là một thứ cực lớn mạnh trong sinh linh hỗn mang, sức ăn kinh người. Sự kinh khủng của Bàn Nguyên nằm ở chỗ, mỗi lần nó nuốt một loại sinh linh thì có thể có được thiên phú và sức mạnh của sinh linh đó. Sinh linh mà Bàn Nguyên ăn càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh, sau đó có thể ăn càng nhiều sinh linh mạnh hơn. Điều này khiến cho Bàn Nguyên khủng bố vô cùng, ngay cả thần tộc cũng không dám động vào nó. Nghe nói, nữ đế đó của thần tộc là bị người đàn ông do Bàn Nguyên hóa thành cưỡng hiếp, rồi sinh ra nhân chủ tử này. Nhân chủ tử thấy không ai để ý đến gã, liền nặng nhọc phất lò luyện đan trên đất, bàn tay to lớn vồ một cái, vồ ngay một tên đạo quân đang sợ chết khiếp trên bục mây vào trong tay, một tiếng rắc rắc vặn đứt đầu, gã ta cười một cách quái dị, ngửi cũng thơm đó, ông đây hầm một nồi canh trước thử xem sao. Nhân chủ tử trực tiếp ném người vào trong lò luyện đan. Lửa bùng lên dưới lò, mùi thơm thịt nướng nhanh chóng đã truyền ra. Nhân chủ tử này lại ở trước ăn thịt người mặt mình, Ngô Bình tức giận, bỗng chốc đã rời đến trước mặt gã, hóa thân thành người khổng lồ nghìn mét, nhấc đối phương lên như xách gà con vậy. Nhân chủ tử này, từng ăn thịt đạo tổ, lúc này nằm trong tay Ngô Bình lại không có sức chống trả, bị túm lên giữa không thét lên, thả ta ra. Ngô Bình lạnh lùng nhìn gã, thịt của mày. Không biết mùi vị thế nào đây. Nói xong, anh nhấn nhân chủ tử vào trong lò luyện đan, vốn dĩ lò luyện đan không chứa nổi thân thể khổng lồ của gã, nhưng Ngô Bình dùng sức,
trực tiếp nén gã thành một khối thịt, đè vào trong, hơn nữa bên dưới còn nổi lửa lớn. Nhân chủ tử kêu la thảm thiết, trong lò luyện đan truyền ra mùi cháy xém, đầu gã bỗng lộ ra ngoài lại bị Ngô Bình nhấn vào trong. Liên tục nhấn ba lần, nhân chủ tử nói lớn, cứu mạng. Ta biết sai rồi. Ngô Bình thấp giọng hỏi, ai bảo ngươi đến kiếm chuyện? Nhân chủ tử, là Điện Đan Hoàng bảo tôi đến, nói sau khi thành công thì sẽ cho ta lợi ích. Điện Đan Hoàng, Ngô Bình hỏi, cụ thể là người nào? Nhân chủ tử, một vị thầy luyện đan của Điện Đan Hoàng, tên là Lục Dưỡng Cơ. Ngô Bình lại nhấn nhân chủ tử vào, tiếng sấm chớp nổ vang, trong lò luyện đan đột nhiên bắn ra đốm lửa, nhân chủ tử đã bị đốt thành tro, thần hồn tiêu diệt. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng sợ hãi, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ đan vương lâu ra tay, thế mà lại giống như vươn tay giết chết một con gà nhỏ, trực tiếp giết chết nhân chủ tử kia. Quá kinh khủng, sao gã lại mạnh đến vậy? Một vị đạo quân kinh hô, thực lực nhân chủ tử này, chắc chắn là trên cả đạo tổ. Có thể dễ dàng giết chết nhân chủ tử như vậy, thực lực người này e là trên cả cấp bậc thượng cổ đại thánh rồi. Trong đám người, sắc mặt Diệt Tuyệt đạo tổ trắng nhợt, lúc này ông ta mới hiểu, vừa nãy nếu không phải Tháo Hoa đạo tôn ra mặt ngăn lại, thì kết cục của ông ta e rằng cũng chẳng hơn gì nhân chủ tử này. Cũng nhìn thấy sự đáng sợ của Ngô Bình, những người vốn muốn đến gây chuyện, đều dập tắt suy nghĩ này, bởi vì tự thấy cũng không thể chọc vào. Vương Mẫu Giá Lâm. Ngô Bình vừa ném lò luyện đan vào trong động thiên thì nghe thấy phía xa có người lớn giọng nói. Sau đó nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ do 8 con chim phượng kéo xuất hiện. Cung điện dừng cách đó không xa, Ngô Bình vội tiến lên nghênh đón, mặc dù anh gửi lời mời, nhưng không ngờ Vương Mẫu lại nể mặt anh như vậy. Vương Mẫu vẫn trang nghiêm như vậy, xung quanh là 16 thị nữ đi theo, bà ấy cười nói, chúc mừng thầy luyện đan lý, khai trương đan lâu. Ngô Bình vội nói, cung nghênh Vương Mẫu thánh giá. Vương Mẫu cười nói, Lý Công, con gái ta khá nghịch ngợm, mong cậu quan tâm đôi chút. Ngô Bình ngây người, con gái. Ngay lúc này, Kim Song Nhi cười đi đến, nói với Vương Mẫu, mẹ. Lúc này Ngô Bình mới biết, Kim Song Nhi này chính là con gái của Vương Mẫu. Anh vội nói, không biết cô là công chúa, lúc trước thất lễ rồi. Kim Song Nhi nói thầy, thầy đối xử với con rất tốt, con đã học được thuật luyện đan rất lợi hại. Cô ấy phấn khích nói với Vương Mẫu, mẹ, thầy con là đan vương nhất phẩm đấy. Vương Mẫu cười nói, vậy sao? Lý công tử đã phát triển, ngoài dữ liệu của tôi rồi. Mọi người xung quanh đều kinh sợ, cái gì, gã thật sự là đan vương sao, hơn nữa còn là nhất phẩm. Trời ạ, đan vương nhất phẩm, chẳng trách anh ta đặt tên nơi này là đan vương lâu, quả là danh xứng với thực mà. Chào đón Vương Mẫu như khách mời danh dự, Đào Như Tuyết tuyên bố đan vương lâu chính thức khai trương, rất nhiều đan dược cũng được bày ra, để khách tham quan và mua sắm. Những đan dược này của Ngô Bình, có một ít là anh luyện chế, có đan dược cấp cao, cũng có đan dược số lượng lớn. Còn có một vài là do Thái Hoa Đạo Tôn cho, đa phần là đan dược cao cấp. Ngoài ra, còn có đan dược do dược tổ để lại, một phần đan dược có được từ nhà họ Vạn. Đan dược nhiều chủng loại, số lượng lớn, nhất là đan dược cấp cao cực kỳ nhiều, khiến mọi người hoa cả mắt, không ít người đều kinh ngạc lên tiếng. Thế mà còn có cả chuyển sinh đan, nghe nói uống đan dược này, có thể chuyển sinh đầu thai thành thiên kiêu, hơn nữa còn giữ được ký ức kiếp trước, thật sự tồn tại loại đan dược này sao? Đây là chân nhân đan, sau khi nuốt xuống, lập tức sở hữu huyết mạch 10 đời thái cổ chân nhân, sao có thể chứ? Trời à, đạo quân đan, nuốt một viên, có thể trở thành đại đạo quân, chỉ là giá cả quá cao, nếu không nhất định tôi phải, mua một viên rồi. Tam tai đan, lục nan đan, chậc chậc, hơn nữa còn là đế phẩm, nếu tôi có những loại đan dược này, hư tiên cảnh chẳng cần phải lo lắng gì rồi. Nơi này có chân như tiên đan, bên trên có viết, sau khi nuốt vào, có thể trở thành cao thủ chân tiên trung kỳ, đạt được chân tiên cực cảnh, là thật sao? Ngũ hành bổ tiên đan, uống đan này, sẽ bù lại khuyết điểm lớn cho việc tu hành địa tiên. Một vị chân tiên sáng bừng hai mắt, tu hành ở giai đoạn địa tiên của anh ta rất nông cạn,
khiến anh ta ở giai đoạn thiên tiên bị hạn chế, là kiểu chân tiên trung thực lực rất yếu, hơn nữa đời này có khó cũng không thể đột phá được. Đan dược này, tôi mua, anh ta nói ngay. Ngũ hành bổ thiên đan, là đan dược vương phẩm, giá bán 10 tỷ đồng thần long. Vị chân tiên này, bỏ ra toàn bộ gia sản, cắn ra mua lấy, sau đó nuốt ngay tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người trong dược đường đều yên lặng, nhìn chằm chằm tu sĩ nuốt ngũ hành bổ thiên dược kia. Qua vài phút, tu sĩ này bỗng ngồi xếp bằng xuống đất, sức mạnh đan dược trong thân thể bắt đầu vận chuyển, ánh sáng năm màu di chuyển bên ngoài thân thể anh ta. Dần dần anh ta có thể cảm nhận được, một vài khuyết điểm ở giai đoạn địa tiên, từ từ được lấp đầy. Đan dược tốt, hai mắt anh ta phát sáng, thích thú la lớn. Lúc này, lập tức có người đi qua, nói quý khách, chúng tôi có phòng thử đan chuyên biệt, anh có thể đến phòng đó, phòng thử đan sẽ yên tĩnh hơn. Vị tu sĩ kia cười nói, không cần, tôi có thể cảm nhận được, thân thể mình có thay đổi. Tốt, rất tốt, nuốt ngũ hành bổ thiên đan này, chắc chắn ta có thể tu luyện được giai đoạn sau của chân tiên, thậm chí còn có cơ hội tiến đến cảnh giới đạo quân. Nhìn thấy có người uống đan dược ngay tại chỗ, hiệu quả lại tốt như vậy, lập tức càng có nhiều người tiến đến mua ngũ hành bổ thiên đan. Thế nhưng, ngũ hành bổ thiên đan chỉ có 10 viên, rất nhanh đã bán sạch, khiến những người không mua được đều hối hận, tại sao không ra tay từ sớm chứ? Nhân viên bán hàng cười nói, các vị khách quý chớ có lo lắng, nếu mọi người cần đan dược này, có thể đặt trước bây giờ, sau này có hàng rồi, chúng ta sẽ liên lạc với các vị đầu tiên. Bỗng chốc, đám người bắt đầu đặt hàng. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, đã có hơn 100 người đặt trước. Một quái nhân với ngũ quan như thể bị hòa tan bỗng xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm một miếng đan dược, mãi lúc lâu vẫn không quyết định. Đan này, tên là Vạn Linh Giải Độc Đan, được coi là giải được tất thảy mọi loại độc. Nhân viên bán hàng như hiểu rõ hắn đang lo lắng hiệu quả của đan dược này, cười nói, quý khách, anh bị trúng độc sao? Tu sĩ có ngũ quan xấu xí này là một vị thần tiên. Hắn gật đầu, nói, năm đó ta bị kẻ thù hạ độc, thân thể bị tổn hại nặng nề. Kể từ đó, tu vi của ta không thể tăng lên, hơn nữa độc tố không thể loại sạch hết, khiến ta trôi qua mỗi ngày vô cùng đau khổ. Nhân viên bán hàng, vậy anh không cần do dự, có thể thử xem loại đan dược này của chúng tôi. Người này nhìn giá, 120.000 đạo tệ, hắn cắn răng, lập tức mua đan dược, sau đó nuốt ngay tại chỗ. Sau khi đan dược vào bụng, hóa thành một luồng sức mạnh mát lạnh, chớp mắt đã nắm bắt được độc tố ẩn nấp trong thân thể hắn, sau đó xóa sạch nó. Đồng thời, đan dược cũng đang khôi phục thân thể và nguyên thần mà lúc trước hắn bị tổn thương. Vì vậy, mọi người đều dương mắt nhìn theo, tu sĩ xấu xí này, gương mặt đang dần dần khôi phục bình thường, cảm nhận được trong thân thể đang có sự biến đổi, hắn bỗng thở dài một hơi thở trong thân thể bỗng chuyển động. Bỗng đột phá lên một cảnh giới nhỏ, từ thần tiên trung kỳ, tiến đến thần tiên hậu kỳ. Đan dược thật thần kỳ, hắn vui mừng, cẩn trọng thi lễ với Ngô Bình, sau đó lập tức rời đi, hắn phải lập tức bế quan, thử tiến lên chân tiên. Đan dược của Đan Vương lâu lần lượt được bán ra ở các sảnh khác nhau, lúc này, mỗi một sảnh đều đầy ắp người. Cũng may Đào Như Tuyết đã sắp xếp đủ nhân lực, hơn nữa hiện trường đã có thánh binh đã duy trì trật tự. Vì vậy cũng không sợ có sơ suất. Lúc này, Ngô Bình đang ở trong khu khách quý, tiếp đãi mấy vị khách quý, Vương Mẫu, Lão Tổ Huyền Đô, Thái Hoa Đạo Tôn, Thiên Soái đều ở nơi này. Mấy người này, ngoài Thái Hoa Đạo Tôn thì hai bên đều rất quen thuộc. Mà sau khi bọn họ biết thân phận Thái Hoa Đạo Tôn, cũng kinh ngạc, rõ ràng đều từng nghe đến danh tiếng của bà ấy. Kim Song Nhi thì ngồi bên cạnh Vương Mẫu nhìn con gái mình. Cười hỏi, Song Nhi, không phải con nói phải quan sát Lý Công Tử hay sao? Lâu như vậy, con thấy con người hắn thế nào? Kim Song Nhi cười nói, Song Nhi rất khâm phục Lý Công Tử. Vương Mẫu cười nói, vậy, mẹ sẽ nói thẳng với Lý Công Tử. Kim Song Nhi cúi đầu, dường như có chút ngại ngùng. Vương Mẫu, Lý Công Tử, tôi muốn gả con gái tôi Song Nhi cho cậu, không biết ý cậu thế nào? Ngô Bình nói, cảm tạ Vương Mẫu đã yêu thích, chỉ là tôi đã có vợ con, sao có thể xứng với công chúa chứ?
Vương Mẫu lạnh nhạt nói, đó đều là suy nghĩ của người bình thường, cậu là thiên kiêu nhân tộc, đại thánh đương thời, còn là hoàng đế của đế quốc thiên võ, nào phải lo những chuyện này. Cậu chỉ cần đồng ý, những thứ này không phải vấn đề. Phiêu Miểu cười nói, Huyền Bình, đây là chuyện tốt, cậu còn đang do dự điều gì? Lão Tổ Huyền Đô cũng cười nói, đây là duyên trời định, Huyền Bình, con đừng do dự nữa, mau đồng ý đi. Ngô Bình biết, nếu từ chối thì chẳng khác nào không nể mặt Vương Mẫu, hơn nữa anh đã đến được vị trí này rồi, phải cân nhắc những chuyện ngoài phạm vi nhi nữ tình trường. Ngay lập tức, anh thi lễ với Vương Mẫu, tạ Vương Mẫu nâng đỡ, cảm tạ tiểu công chúa không chê bai tại hạ. Kim Song Nhi cười nói, nhưng mà, cưới con có chút rắc rối đấy. Ngô Bình hỏi, công chúa, là rắc rối gì? Kim Song Nhi, lúc trước, người đến nhà con cầu hôn rất nhiều, toàn đều bị con từ chối. Nếu bọn họ biết con gả cho sư phụ, nhất định sẽ không phục, sau đó còn tìm cớ gây chuyện với anh. Nghe đến đây, Ngô Bình cười nói, chuyện này không là gì cả. Kim Song Nhi, còn nữa, không chừng bố con sẽ thử thách sư phụ. Mặc dù ông ấy không quan tâm đến con bao nhiêu, nhưng hôn nhân đại sự, người làm cha cũng phải hỏi đến. Ngô Bình, chuyện này cũng không vấn đề gì. Đối với bản thân, anh cũng có tự tin. Vương Mẫu cười nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, hôm nay chúng ta thương lượng ngày đại hôn luôn đi. Lúc này, trên chiến thuyền có vài bóng người bay ra, một người trong đó có vẻ ngoài cao lớn anh Tuấn, chính là con trai thứ 6 của đại lão gia, được gọi là Lục Gia. Lục Gia đi một vòng các sảnh, sau đó tiến thẳng đến bên này. Ngồi ở nơi này đều không phải người tầm thường, hắn chào Vương Mẫu, thiên soái trước rồi khẽ gật đầu với lão tổ Huyền Đô, cuối cùng chắp tay hành lễ với Thái Hoa Đạo Tôn. Ngô Bình nói, Lục Gia đại giá quang lâm, không kịp đón từ xa. Lục Gia cười nói, tôi không mời mà đến, mong đại thánh không thấy phiền. Rõ ràng hắn cũng nhìn ra tu vi cảnh giới của Ngô Bình, lúc trước Ngô Bình đã thể hiện chút tài năng, giết chết nhân chủ tử. Thực lực như vậy có thể nói là rất khủng khiếp. Ngô Bình, Lục Gia quá khen rồi. Lục Gia cười nói, đại thánh, chúng ta không cần khách khí với nhau, ở nhà tôi xếp thứ 6, hơn đại thánh vài tuổi, nếu không chê thì cứ gọi tôi một tiếng Lục Gia, gọi anh xưng em. Lục Gia này rõ ràng là muốn làm quen, vung tay không đánh người vui cười. Ngô Bình nói, nếu Lục Gia đã nói như vậy thì em cung kính không bằng tuân mệnh. Em là Lý Huyền Bình, hân hạnh được gặp Lục Gia. Lục Gia này tên là Tô Diệc Hùng, là một người con khá tài giỏi của đại lão gia. Hắn cười nói, các vị tiền bối cao nhân ở đây thì tôi cũng không làm phiền nữa, đổi hôm khác anh lại đến làm phiền cậu em vậy. Nói vài câu, Tô Diệc Hùng đã chào tạm biệt. Phiêu Miểu, có hơi kỳ lạ, Tô Diệc Hùng người này ngoài mặt khách khí, thực ra trong lòng lại rất cao ngạo. Lúc trước hắn từng gặp sư tôn. Cũng không khách sáo đến vậy, hôm nay lại rất khách khí với Huyền Bình, hơn nữa trông còn rất thật lòng. Lão Tổ Huyền Đô lạnh nhạt nói, đương nhiên là vì có chuyện cần nhờ vả rồi. Ta nghe nói, thời gian trước cậu ta bị người ta cướp mất một lô đan dược, tổn thất rất nhiều. Hắn đã nhận tiền cọc người ta, nếu đến hạn mà không giao được đan dược, thì phải bồi thường gấp 10 lần. Ngô Bình nghe vậy cũng khá thú vị, bèn hỏi, là người nào mà lớn gan như vậy? Còn dám đặt quy tắc với Lục Gia. Lão Tổ Huyền Đô, lai lịch của đối phương cũng rất lớn, là con trai của một vị cao thủ kỷ nguyên, vừa thành lập một tông môn, cần một lượng lớn đan dược. Tô Diệc Hùng nhận đơn hàng này, vốn dĩ có thể kiếm được một khoản lớn, nào ngờ đan dược lại bị mất. Nếu chuyện này mà không xử lý tốt, thì cả nhà họ Diệc hắn cũng phải táng ra bại sản. Ngô Bình, nghiêm trọng vậy sao? Một lô đan dược thôi mà. Nếu đại thiên tôn ra mặt, cũng tìm ra dễ dàng. Lão Tổ Huyền Đô, hiện tại đại thiên tôn không có ở đây, đi đâu thì không ai biết, vì thế hiện tại không ai có thể giúp được cậu ta. Phiêu Miểu, đồ đệ thấy có vẻ như kẻ nào đó đã gài bẫy sẵn Tô Diệc Hùng. Lão Tổ Huyền Đô, chắc chắn là vậy. Ngô Bình, sư tổ, nếu Tô Diệc Hùng này nhờ vả con nên giúp hay không? Lão Tổ Huyền Đô, nếu con giúp cậu ta thì đồng nghĩa phá hủy chuyện lớn của chủ mưu đứng sau, người dám gài bẫy Tô Diệc Hùng như vậy, chắc chắn lai lịch không nhỏ, rất có khả năng có liên quan đến vị cao thủ kỷ nguyên kia.
Nhắc đến cao thủ kỷ nguyên, Ngô Bình hỏi, thực lực cao thủ kỷ nguyên, có lẽ là trên đạo tôn. Phương Mẫu, cao thủ kỷ nguyên, có một tiêu chuẩn chuyên dùng để phân chia thực lực, trong đó cao thủ nhị kỷ là yếu nhất, lên trên là cao thủ tam kỷ, cao thủ tứ kỷ. Ngô Bình, Vương Mẫu, nói như vậy thì lịch sử của kỷ nguyên càng lâu thì thực lực sẽ càng mạnh. Vương Mẫu cười nói, cũng gần như vậy, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn. Mỗi khi trải qua một kỷ nguyên, trong thân thể những cao thủ này sẽ hình thành một ấn ký kỷ nguyên, ấn ký này có thể tăng cường thực lực của bọn họ, hơn nữa mỗi khi tăng thêm một ấn ký kỷ nguyên, thực lực có thể tăng gấp bội. Ví dụ, cao thủ nhị kỷ ở trước mặt cao thủ tứ kỷ, thì cao thủ tứ kỷ gần như là nghiền nát những cấp khác. Ngô Bình rất kinh ngạc, nói vậy thì thực lực của cao thủ thập kỷ là gấp 200 lần cao thủ nhị kỷ. Vương Mẫu nói, đây là với trạng thái bình thường, đương nhiên cũng có cao thủ kỷ nguyên phá vỡ ấn ký kỷ nguyên, trở thành cao thủ siêu kỷ nguyên. Chỉ là, cao thủ siêu kỷ nguyên vạn người mới có một, số lượng cực kỳ ít. Ngô Bình, không biết khắp thiên hạ có bao nhiêu cao thủ kỷ nguyên. Vương Mẫu, cái đó thì không nói rõ được. Một vài cao thủ kỷ nguyên ở ngoài vũ trụ thỉnh thoảng sẽ vào vũ trụ chúng ta. Cao thủ kỷ nguyên của chúng ta cũng có khả năng đi đến vũ trụ khác trải qua kiếp nạn kỷ nguyên, đạt được ấn ký kỷ nguyên. Ngô Bình, ồ, cao thủ kỷ nguyên có thể xuyên qua các vũ trụ khác nhau. Dương Mẫu, tuy là có thể nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, cho nên đa phần các cao thủ kỷ nguyên đều không nguyện ý làm như vậy. Kiểu cao thủ có thể dễ dàng xuyên qua các vũ trụ, thuộc vào hình thái sinh mệnh khác, không phải phạm trù mà chúng ta có thể hiểu được. Mọi người nói chuyện một hồi, Ngô Bình cũng thu hoạch được rất nhiều. Lễ khai trương diễn ra rất thuận lợi, đan vương lâu bùng nổ doanh số, lượng lớn đan dược bày bán đều được các tu sĩ tranh mua, lượng tiêu thụ tăng mạnh. Nhìn thấy một vài đan dược chớp mắt đã trống không, Ngô Bình hỏi Thái Hoa Đạo Tôn, chị Lạc, chị còn đan dược không? Lạc Ngưng Đan lắc đầu, nói, lần trước chị đã đưa cho cậu tất cả đan dược mình có rồi. Giờ cậu cần nữa thì chị chỉ có thể luyện thêm cho cậu một ít thôi. Ngô Bình cười khổ, giờ mới luyện thì e sẽ không kịp nữa. Vương Mẫu mỉm cười, nói ra thì tôi cũng là một thầy luyện đan, lúc còn trẻ tôi cũng tầm cỡ đan vương, lúc đó tôi đã luyện được không ít đan dược. Nếu Lý công tử không chê thì cứ lấy dùng đi. Ngô Bình vui mừng, nói tốt quá rồi. Cảm ơn Vương Mẫu, tôi sẽ giao hết tiền bán đan dược cho Vương Mẫu. Vương Mẫu cười, nói, không cần tiền đâu, xem số đan dược này như của hồi môn cho Song Nhi đi. Ngô Bình vẫn còn hơi ngần ngại thì Kim Song Nhi cười, nói, mẹ, của hồi môn của con không thể nào chỉ có chút đỉnh thế chứ. Lúc các chị xuất giá, của hồi môn nhiều gấp cả trăm lần thế này cơ mà. Vương Mẫu bất lực nhìn con gái, nói, Song Nhi. Không phải con không biết mẹ thương con nhất, giờ con có thể tìm được một người chồng tốt, mẹ mừng hơn gì hết. Con cứ yên tâm về chuyện của hồi môn, chỉ có nhiều hơn của các chị chứ không ít hơn đâu. Sau đó, Vương Mẫu lấy ra mấy vạn viên đan dược đủ màu sắc, vì đan dược gồm nhiều chủng loại, lại toàn là hàng cao cấp, Ngô Bình phải niêm yết giá nên rất bận rộn. Ngô Bình đi bày biện đan dược thì Thiên Soái nói, Vương Mẫu, thiên hạ có vô số hào kiệt. Sao bà lại chọn Lý Huyền Bình thế? Vương Mẫu cười, nói chẳng phải Thiên Soái cũng chọn cậu ấy sao? Thiên Soái cười nói, trong cuộc chiến với người của thần tộc, Huyền Bình đã lập được công lớn, nếu không nhờ có cậu ấy, chưa chắc chúng tôi đã có thể thắng được trận đó. Giờ hóa thân của cậu ấy lại có nhiều cống hiến cho quân tôi, là cánh tay phải cánh tay trái của tôi. Vương Mẫu, giờ Huyền Bình đã là đại thánh, cảnh giới chân vương. Sau này nhất định có thể trở thành thánh hoàng, chân hoàng, tiến càng lúc càng xa hơn. Đến lúc đó, biết đâu cậu ấy thật sự có thể cứu vớt được chúng sinh. Thiên Soái thở dài, nói, ngay cả Đại Thiên Tôn cũng rất mơ hồ về tương lai, trận tai kiếp này quá nguy hiểm, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải mất mạng. Vương Mẫu, hôm nay gặp được Thiên Soái, tôi có một việc không thể không nhắc nhở. Không gian tà ma đã sinh ra mấy đại ma tôn. Họ đang chuẩn bị phát động tấn công, nhập vào nhân tộc, từ đó mở ra thời đại của tà ma. Thiên Soái nghiêm túc nói, năm xưa tà ma không có thành tựu gì, chỉ hoạt động ở đại lục Côn Luân, hơn nữa bị thần tướng của tiên đình trấn áp, không gây ra được uy hiếp gì. Giờ không ngờ họ lại có tà ma chí tôn,
nếu vậy thì khá rắc rối rồi. Vương mẫu, sau khi những tà ma này mạnh lên, chúng sẽ chiếm đoạt cơ thể của chân tiên, thậm chí là đạo quân, nhanh chóng mở rộng thế lực của mình. Nếu lúc ban đầu không thể khống chế được đại quân tà ma thì cả tiên giới sẽ rơi vào chiến tranh, đến lúc đó, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm. Thiên soái, chuyện này rất nghiêm trọng, thiết nghĩ phía đại thiên tôn đã biết chuyện, cũng không biết ông ấy sẽ sắp xếp thế nào. Vương mẫu, giờ đây thiên cơ hỗn loạn, không ai biết được tương lai sẽ thế nào, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Nhưng tôi nghe nói tiên đình lại sắp mở tiên mộ, không biết có cho Huyền Bình một chân được không? Thiên soái cười, nói, nếu Huyền Bình có mong muốn thì đương nhiên không thành vấn đề. Vương mẫu gật đầu, nếu Huyền Bình có thể vào được tiên mộ tầng 3 thì ít ra tiên đình cũng có thêm được 3 phần thắng. Thiên soái, tư chất và thực lực của Huyền Bình thuộc hạng thượng thượng, tôi đánh giá cậu ấy rất cao. Nhưng dù gì tiên mộ cũng có nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, vì vậy vẫn phải cẩn thận cân nhắc chuyện này. Vương mẫu, suy cho cùng vẫn phải xem sự lựa chọn của cậu ấy. Lão tổ Huyền Đô, thiên soái, vương mẫu, hai vị nghĩ sao về cục diện tương lai? Hay là nói ra xem thử? Thiên soái trầm ngâm một lát rồi nói, e rằng sau này khuyên giới sẽ bị phá vỡ, đại nạn sẽ khiến rất nhiều sinh linh bỏ mạng. Đến lúc đó, ranh giới của các khu vực sẽ không còn tồn tại nữa, cá lớn nuốt cá bé, máu chảy thành sông. Nhưng nguy cơ lớn cũng sẽ có cơ duyên lớn, xem ai nắm bắt được. Vương mẫu nói, tôi cũng đồng tình, nhìn khắp vũ trụ, có biết bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó, các tộc tranh giành nhau, cuối cùng ai có thể vượt qua được thì đương nhiên sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Lão tổ Huyền Đô, chắc chắn giai đoạn này sẽ sinh ra một thế hệ cao thủ tuyệt thế, Huyền Bình sẽ là một trong số đó. Thiên soái, hiện giờ không ai nói chắc được có thể tiến được đến đâu, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, đợi ngày biến cố lớn đến thôi. Vương mẫu, e rằng các cao thủ kỷ nguyên đang án binh bất động cũng sắp lộ diện rồi. Thiên soái, đúng thế, vì vậy chúng ta đều rất nguy hiểm. Lúc mấy nhân vật lớn này đang nói chuyện phiếm thì Ngô Bình lại cho một số đan dược vương mẫu tặng lên kệ. Sau đó, mọi người vẫn rất hăng hái mua đan dược, không ngờ 1/3 số đan dược mà vương mẫu cho đã được bán hết chỉ trong một ngày. Chiều đến, đan vương lầu đóng cửa nghỉ ngơi, rất nhiều người đến sau đều cảm thấy vô cùng hối tiếc. Các khách hàng cũng lần lượt ra về. Ngô Mi tổng kết sổ sách rồi giao cho Diệp Thiên. Ngô Bình xem sơ sổ sách thì giật nảy mình, thốt lên, hơn 2.540 tỷ tiền đạo, nhiều vậy sao? Kim Song Nhi cười, đáp anh Bình, chúng ta có rất nhiều đan dược cao cấp, 2.000 tỷ này cũng bình thường thôi. Ngô Bình cảm thán, 2.000 tỷ vào tay dễ dàng đến thế, con số này tương đương với số tiền mà hơn 2 vạn đạo quân phải vất vả làm việc cả năm đấy. Kim Song Nhi nói, vũ trụ này rất lớn, có vô số nơi như khuyên giới, vì vậy hơn 2.000 tỷ nghe thì nhiều nhưng nhìn ra vũ trụ thì chỉ là những hạt mưa xa, không đáng để nhắc đến. Ngô Bình, đấy là tiền chúng ta bán được trong một ngày, sau này sẽ còn nhiều hơn. Kim Song Nhi, ngày đầu tiên khai trương, lại chiết khấu 20%, đương nhiên bán đắt rồi. Từ sau ngày mai mới bắt đầu ít lại. Ngô Mi cười he he, chị dâu, khi nào chị gả cho anh em thế? Kim Song Nhi đỏ mặt, cái đó phải xem ý của anh Bình. Đào Như Tuyết liếc nhìn Kim Song Nhi, vốn tưởng đâu có thêm một học trò, giờ lại thành ra chị em rồi. Song Nhi, mặc dù em là con gái của Vương Mẫu nhưng Huyền Bình chỉ có thể cho em làm Hoàng Quý Phi thôi. Kim Song Nhi cười, nói chuyện đó không quan trọng, sau này anh Bình sẽ là cao thủ đệ nhất của nhân tộc, có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy mới là vinh dự lớn nhất của em. Ngô Bình cười, nói, Song Nhi, em đánh giá anh cao vậy sao? Kim Song Nhi, đương nhiên rồi, em đã quan sát anh hơn một năm nên hiểu về anh rất rõ. Ngô Bình ngây ra, em đã quan sát anh hơn một năm rồi sao? Sao anh không biết? Kim Song Nhi cười, nói, đương nhiên người đàn ông của em phải là thiên hạ đệ nhất, em nghĩ anh Bình có thể làm được. Liễu Chí Mưu, công tử, hôm nay có rất nhiều đan dược bán hết hàng nên đã có không ít đơn đặt mua, e rằng mấy ngày này anh phải vất vả rồi. Ông ta vừa nói vừa đưa đơn đặt hàng ra.
Ngô Bình liếc qua và bỗng thấy nổi da gà, sao lại nhiều thế? Thì ra trên đơn có 57 loại đan dược, tổng cộng có 486 viên, hơn nữa, số đan dược này đều là đan dược cao cấp, giá cả rất cao. Liễu Chí Mưu nói, công tử, nhiều cũng không sao, chúng ta từ từ luyện, dù sao thì cũng không giới hạn thời gian. Ngô Bình thở dài, để kiếm tiền tôi chỉ đành vất vả chút vậy. Lạc Ngưng Đan không rời đi mà đang nghỉ ngơi ở một gian nhà riêng biệt. Ngô Bình tìm đến cô ấy, cười, nói chị Lạc, đan dược bán được quá, chị luyện thêm giúp em một ít nhé. Lạc Ngưng Đan liếc anh, cậu đang xem chị là nô lệ đấy à? Ngô Bình cười nói, vậy thì sao mà dám, tiền bán đan dược chị luyện chế đều là của chị. Lạc Ngưng Đan, thôi, chị làm chị cơ mà, cũng không thể chiếm hời của cậu cứ trả 30% đi. Mắt Ngô Bình lóe sáng, tốt quá rồi, dược liệu là do Đan Vương Lâu cung cấp. Hai người sắp xếp lại kế hoạch về đan dược, sau đó bắt đầu thu thập dược liệu. Ngô Bình bảo lão dược cung cấp một ít, nhưng vẫn còn thiếu, hai người bèn cùng nhau đến Thần Nông Cốc. Đến Thần Nông Cốc lần nữa, Ngô Bình đến chào hỏi Tử Đằng trước, Tử Đằng cười nói, lâu rồi cậu mới đến, vị này là... Ngô Bình, đây là Thái Hoa Đạo Tôn, chị của vãn bối. Tử Đằng nói, Thái Hoa, nghe tên cô đã lâu, hân hạnh được gặp. Người có thể khiến Tử Đằng khách sáo như vậy không nhiều, Thái Hoa cười nói, nghe danh Thần Nông Cốc đã lâu, tôi cũng lần đầu đến, hân hạnh. Ngô Bình, tiền bối Tử Đằng, hôm nay vãn bối muốn chào hỏi mấy vị tiền bối, không biết bắt đầu từ đâu. Tử Đằng, cậu đã biết Hồ Lô Bảo Thất rồi, bên trong còn một vị Liễu Thần, Sâm Tổ và Đào Tổ. Ngô Bình ngạc nhiên, Đào Tổ, là Đào Tổ có liên quan đến quả bàn đào. Tử Đằng, không sai, nhưng phần lớn cơ thể của ông ta bị tổn thương nặng nề trong đại kiếp kỷ nguyên, hiện tại vẫn chưa hồi phục, trở thành bộ dạng sống dở chết dở. Ngô Bình gật đầu, vãn bối đến chào hỏi tiền bối Liễu Thần trước. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua địa bàn của Hồ Lô Thất Bảo, Ngô Bình dừng lại nói vài câu. Hồ Lô Thất Bảo nghe anh nói muốn đến gặp Liễu Thần bèn cười nói, lão Liễu có ba nhánh Liễu Bốn Mạng, nếu có cơ hội thì cứ xin một nhánh đi. Chẳng phải trong tay cậu có đá thần sao? Bây giờ nó đang thiếu, cậu đừng khách sáo với bà ta, cái gì cần thì cứ xin lấy. Ngô Bình tranh thủ cơ hội hỏi, tiền bối Thất Bảo, hồ lô này của tiền bối có thể tặng tôi một cái được không? Hồ Lô Thất Bảo, tặng cậu một cái thì không sao, chỉ là chúng vẫn chưa trưởng thành. Cậu vẫn phải đợi một thời gian nữa. Lạc Ngưng Đan, tiền bối Thất Bảo hẳn đã trải qua không chỉ một kỷ nguyên nhỉ. Tiền bối cũng là một cường giả kỷ nguyên. Hồ Lô Thất Bảo khẽ mỉm cười, hiện giờ là kỷ nguyên thứ ba ta trải qua. Hai lần đại kiếp đã khiến nguyên khí của ta bị tổn hại nghiêm trọng, thực lực hiện tại của ta không bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao. Ngô Bình, dù chỉ có 1/10 cũng không phải là người mà cường giả bình thường có thể so bì được. Tiền bối Thất Bảo, những cường giả kỷ nguyên có xuất thân từ thực vật như tiền bối cũng không ít nhỉ. Hồ Lô Thất Bảo, số lượng không nhiều bằng các sinh linh khác nhưng cũng chiếm khoảng 10%. Nói thế thì Liễu Thần, Sâm Tổ, Đào Tổ cũng là cường giả kỷ nguyên. Hồ Lô Thất Bảo gật đầu, đúng thế, người mạnh nhất là Liễu Thần. Bà ta đã trải qua 5 kỷ nguyên. Sâm Tổ và Đào Tổ cũng trải qua 3-4 kỷ nguyên rồi. Ngô Bình, tiền bối Thần Nông có thể tập hợp các vị tiền bối đến đây chắc chắn thực lực cũng không yếu. Hồ Lô Thất Bảo, điều đó là đương nhiên, ông ta là cường giả cấp chân hoàng, hơn nữa lại đột phá dựa trên nền tảng này. À phải rồi, sau khi gặp mấy người họ, cậu có thể đi vào động Thần Nông, không chừng có thể thu hoạch được chút gì đó. Hai mắt Ngô Bình sáng rực, động Thần Nông. Hồ Lô Thất Bảo, lúc đầu Thần Nông từng tu luyện một thời gian trong đó, nhưng không gian bên trong rất bí ẩn, chưa từng có ai mở nó ra, với tư chất của cậu có lẽ có thể mở được thời không của Thần Nông. Ngô Bình nói, cảm ơn tiền bối đã cho tôi biết. Nói thêm vài câu nữa, sau khi để lại vài viên đá thần, Ngô Bình đến gặp Liễu Thần. Anh đi về phía trước một đoạn thì phát hiện trên bầu trời xuất hiện rất nhiều thời không, hàng ngàn linh khí cao cấp rơi xuống khiến dược liệu ở khu vực này biến dị có lợi, ngay cả cây cỏ bình thường cũng tiến hóa thành tiên thảo.
Thái Hoa Đạo Tôn ngạc nhiên nói, năng lực của vị Liễu thần này mạnh quá, bà ta kết nối với hơn một thời không vũ trụ đấy. Ngô Bình giật mình, còn có thể kết nối với năng lượng của các vũ trụ khác. Thái Hoa Đạo Tôn, có vài cường giả kỳ nguyên như vậy có thể làm được, vị Liễu thần này cũng có khả năng này. Anh bạn! Lúc này một giọng nữ vừa dịu dàng vừa ôn hòa vang lên trong không trung, vô cùng bắt tai. Ngô Bình vội vàng cúi chào, vãn bối xin chào tiền bối Liễu thần. Giọng nói đó cười nói, anh bạn không cần khách sáo, nếu không chê thì gọi tôi một tiếng gì Liễu là được. Ngô Bình vội nói, vãn bối đành mặt dày sau này gọi tiền bối là gì Liễu vậy? Liễu thần, Thất Bảo và Tử Đằng từng nói với ta về cậu, mấy lần trước cậu đến tôi đều biết cả, không ngờ chỉ mới có một thời gian ngắn mà cậu đã trở thành một đại thánh, chân vương vạn cổ. Ngô Bình, dì Liễu quá khen rồi, vãn bối chỉ là hơi may mắn thôi. Liễu thần cười nói, may mắn cũng là một thực lực đấy, cậu là Huyền Bình nhỉ? Ngô Bình, vâng, đúng thế ạ, vãn bối tên là Huyền Bình. Liễu thần nói, Huyền Bình, ta có một việc muốn nhờ. Ngô Bình, không dám đâu, dì Liễu có việc gì cứ nói, Huyền Bình nhất định sẽ cố gắng làm. Liễu thần, Huyền Bình, đại kiếp kỷ nguyên lần trước mới là đáng sợ nhất. Ta trốn thoát từ hai nhánh cây liễu, một cây nhỏ trong đó biến thành ta của hiện tại đây, còn một nhánh khác chứa nhiều năng lượng của ta nhất thì lại biến mất không thấy đâu. Thậm chí ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó, ta nghi có người phong ấn nó. Huyền Bình, cậu có thể giúp gì liễu tìm được không? Nếu có thể lấy được nhánh liễu đó, thực lực của ta có thể khôi phục được 70% so với thời kỳ đỉnh cao. Ngô Bình, hóa ra là tìm cây liễu. Gì liễu à? Tôi nhất định sẽ cố hết sức, nhanh chóng tìm được nó. Dì Liễu cười nói, cảm ơn Huyền Bình nhiều, ta không có gì để báo đáp cả, ở đây có 100 cân mầm liễu, cũng có chút linh hiệu. Cậu là thầy luyện đan, chắc cần dùng đến. Nói rồi một thạch đàn xuất hiện trước mặt Ngô Bình, bên trong là mầm liễu xanh mơn mờn, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Mắt anh sáng rực nói, e là mầm liễu này là thuốc tốt nhất thiên hạ rồi. Liễu thần, dì Liễu tặng thêm cho cậu một nhánh liễu, sử dụng nhánh liễu này thì cậu trên có thể chiến đấu với cửu thiên thần ma, dưới có thể đánh Hoàng Tuyển Chí Tôn. Nếu gặp phải tà ma ngoại đạo, cậu chỉ cần vung nhẹ tay một cái là có thể khiến nó thành cho bụi. Ngô Bình mừng rỡ nói, dì Liễu, cái này quý giá quá. Dì Liễu cười nói, ta tạm thời không thể đi khỏi nơi này, cậu xem như là người bạn đầu tiên mà ta quen ở kỷ nguyên này. Cậu giúp ta dĩ nhiên ta cũng sẽ giúp cậu. Ngô Bình, đã thế thì Huyền Bình xin nhận. Anh lại giới thiệu Lạc Ngưng Đan, Liễu thần nói, thể chất của cô gái này khá tốt, nếu sinh một đứa con với Huyền Bình thì chắc chắn sẽ là chí tôn của loài người. Ngô Bình sửng sốt, Lạc Ngưng Đan cũng đỏ mặt, tiền bối đừng nói đùa thế. Liễu thần, ta không nói đùa, chỉ nói đúng sự thật, hai người tự suy xét. Ngô Bình ho một tiếng rồi nói, dì Liễu, tiền bối cứ giữ mấy viên đá thần lại dùng, vãn bối đến chào hỏi Sâm Tổ và Đào Tổ một chút. Liễu thần biết anh ngượng bèn cười nói, ừ, Huyền Bình đi đi, ta đã đánh tiếng với họ rồi. Đi ngang qua địa bàn của Liễu thần, linh dược rõ là không còn khác trước đó nữa, linh dược này chủ yếu là các loại quả. Cháu trai đến rồi à? Đột nhiên có một giọng nói khá già nua vang lên. Ngô Bình sửng sốt, tiền bối là. Giọng nói đó, ta là Đào Tổ, ta thấy khí tức trên người cậu chắc là đã từng gặp Hạnh Tổ nhỉ. Ngô Bình gật đầu, đúng là vãn bối đã từng gặp Hạnh Tổ, tiền bối Đào Tổ cũng biết Hạnh Tổ sao. Đào Tổ nói, một hậu bối như ông ấy, ta chỉ từng nghe nói qua. Trên người cậu có khí tức của ông ấy, có lẽ là từng ăn quả hạnh của ông ấy. Còn có mùi của bàn đào, cậu cũng từng ăn bàn đào. Vừa nói, Ngô Bình vừa đi về phía trước thì nhìn thấy một cây đào, một bên héo rũ, một bên tồn tại khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nhưng tán cây đã không còn nữa rồi, chỉ vươn ra một cành ngang, bên trên kết được mười mấy quả đào. Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương hiện tại của Đào Tổ, Ngô Bình rất ngạc nhiên, Đào Tổ, người làm sao vậy? Đào Tổ thở dài, còn không phải là do đại kiếp kỷ nguyên lần cuối cùng làm ra hay sao, bây giờ ta vẫn chưa hồi phục được. Cháu trai, sau này hãy gọi ta là bác Đào đi. Lúc này,
giọng nói của Liễu Thần vang lên, Tiểu Đào, ông cùng lắm là làm cháu của cậu ấy thôi. Đào Tổ này vai vế nhỏ hơn Liễu Thần, nghe vậy có chút xấu hổ, Liễu Thần à, làm cháu thì thôi nhỉ. Hay là ta làm đại ca đi, dù sao thì ta cũng già hơn, không phải sao? Ngô Bình vội vàng nói, không không, tiền bối là tiền bối, tôi sao dám gọi là đại ca? Liễu Thần, không cần phải sợ, cậu cứ gọi ông ấy là đại ca. Làm như vậy, Tiểu Đào cũng đã có lợi rồi. Đào Tổ cười khà khà, đúng đúng đúng, gọi ta là anh Đào là được rồi. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, một đại lão đã sống mấy kỷ nguyên, gọi ông ấy là anh thì có vẻ không phù hợp lắm thì phải. Nhưng nghe thấy Liễu Thần nói như thế, anh cũng chỉ có thể hắng giọng một tiếng, cung kính nói, anh Đào. Đào Tổ trái lại rất vui mừng, lúc mới đầu ông ấy gọi Ngô Bình là cháu trai, chính là sợ Liễu Thần bảo ông ấy làm cháu trai của Ngô Bình, bây giờ hai bên đều nhường nhau một bước, ông ấy làm đại ca cũng cảm thấy rất vui vẻ. Người anh em, ăn một quả đào trước đi, đào này của ta là quả đào tổ, mạnh hơn nhiều so với quả hạnh của hạnh tổ, loại quả rác rưởi đó ta ít khi ăn. Ngô Bình mang vẻ mặt khó hiểu, quả hạnh của hạnh tổ không hề kém hơn so với bàn đào, trong miệng ông ấy lại là loại quả rác rưởi. Anh nói, anh Đào, bây giờ anh cũng không kết được bao nhiêu quả đào nữa, nếu như tôi ăn, sẽ không ảnh hưởng gì chứ. Đào Tổ cười nói, có ảnh hưởng gì chứ? Cậu ăn đào của ta, tìm một nơi trồng hạt đào xuống thì có thể sinh ra một cây đào tiên, đây cũng coi như là gieo mầm thế hệ sau thay ta rồi. Ngô Bình nói, chuyện đó không thành vấn đề. Đào Tổ để anh hái mấy quả đào, Ngô Bình nhìn 17, 18 quả đào thưa thớt, không nỡ hái quá nhiều, chỉ hái 8 quả. Đào Tổ, chú em Huyền Bình, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Ngô Bình, anh Đào cứ nói. Đào Tổ, cậu thấy ta bây giờ sống dở chết dở, thật sự là do bên trong cơ thể có kiếp lực của đại kiếp kỷ nguyên vẫn chưa được loại trừ. Nếu như muốn loại trừ kiếp lực thì phải tìm được nước hoàng tuyền. Ngô Bình vội vàng hỏi, anh Đào, nước hoàng tuyền này ở đâu? Đào Tổ, chuyện đó ta cũng không rõ nữa, vì vậy ta mới nhờ cậu giúp. Ngô Bình nói, vậy tiểu đệ chỉ có thể tìm từ từ thôi vậy. Đào Tổ cười nói, cậu là người có khí vận, nếu như cậu đi tìm, chắc chắn sẽ tìm được. Nói vài câu với Đào Tổ xong thì Ngô Bình đi gặp Sâm Tổ. Vị Sâm Tổ này sinh ra và lớn lên trên một tảng đá lớn. Rễ của nó lộ ra ngoài, giống như một cây cổ thụ, nhưng lá chỉ có vẻn vẹn mấy chục cái, bây giờ đang mọc một cành hoa, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Ngô Bình vừa đến, một quái nhân cao chưa đến ba thước với bộ râu đỏ xuất hiện. Ông ta đi đôi giày màu xanh, quần áo màu vàng, đội chiếc mũ màu đỏ, giống như diễn hí khúc vậy. Người đàn ông râu đỏ cười nói, bạn nhỏ, ta là Sâm Tổ. Ngô Bình vội vàng hành lễ, vãn bối bái kiến Sâm Tổ. Sâm Tổ xua xua tay, ấy, cậu gọi Đào Tổ là anh thì cũng gọi ta một tiếng anh Sâm đi. Ngô Bình thầm nghĩ mấy vị bô lão này đều nhiệt tình như vậy sao? Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói, vâng, anh Sâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.